Ủa Ni ơi, này mở máy in chưa? Bán đó nha mấy chị. Còn hàng bây giờ là hiếm lắm. Bây giờ là nhà Trang là cháy hàng rồi. Bây giờ là nói thật bây giờ là vải không về kịp luôn. Mới về được mấy cây vải để chuẩn bị may thêm lô vét nha. Hôm nay còn cái gì bán đó nha. Rồi bom, bom vẫn còn nhiều. Hôm nay bánh bèo thấy ghê ha. Tại vì biết sao hôm nay là Tết Tây, chuẩn bị giao thừa qua năm mới phải bánh bèo chứ. Gái con rồi phải bánh bèo. Rồi hello hello mấy chị đẹp nha, chia sẻ livestream lên giùm em nha. Hôm nay là Tết Tây chuẩn bị đón năm mới rồi. Ủa đi đâu hết trơn rồi, mở máy in đồ chưa, đưa cái máy điện thoại đây. Rồi 100k tám bộ nha, chuẩn bị đón năm mới. Hôm nay mấy chị đi đón giao thừa không? Hôm nay ai mà muốn gặp Trăng là lên cầu Thú Khiêm. Lên thầu Thú Khiêm là thấy Trăng Phạm nha. Dạ 100k tám bộ hôm nay chắc nói luôn nha. Hôm nay là chuẩn bị qua năm mới rồi. Hôm nay là có cái gì chắc bán cái đó cho mấy chị nha. Còn gì bán đó, bán giá nào cũng bán bất chấp luôn. Chuẩn bị qua năm mới là chơi tới bến luôn nha. Rồi 100k tám bộ chia sẻ livestream lên giùm em. Mấy chị comment giùm cho em Trang là 100 ngàn tám bộ hôm nay nè. Hôm nay là bom nhiều lắm luôn. Mấy chị rất là dễ mua luôn nha. Nhưng mà mấy chị phải ráng chia sẻ mạnh lên giùm em. Chia sẻ ít nhất 3 tới 5 lần vào Trang và chia sẻ vào hội nhóm ít nhất là 10 lần cho em. Mấy chị comment dùng cho Trang là 100k 8 bộ nha. Ai đã muốn chia mua sẻ nha, đừng comment số đừng thoại comment số nha. thoại giùm em. Trời ơi mấy chị ơi, sáng mà giật mình luôn, đang ngủ mấy chị. Hồi sáng này là Trang đang ngủ mà tự nhiên đang giật mình luôn. Có khách gọi tới nói trời ơi Trang ơi, tại sao chị mua bên em 100.000 8 bộ đồ mà tại sao à 5 bộ chứ mà tại sao à, không phải là bạn không mua 100k 5 bộ mấy chị, bạn mua cái hàng gì mà em cũng không biết. Tại vì nhân viên em là cái khâu nhân viên em là nó chốt hàng, nó gói hàng cho em là chỉ có ngồi nhiệm vụ ngồi like thôi đó mấy chị. Biết sao bà kêu là trời ơi em ơi Trang ơi, chị thấy em like chị mua em 5 bộ đồ mà tại sao em giao cái quần rinh với áo thun mà cái bộ gì mà như cái đùi rẻ vậy mấy chị đó. Cái này là em chưa điều tra ra cái shop nào gửi cho mấy chị, nhưng bây giờ là Trang nói thật mấy chị, bây giờ lừa đảo rất là nhiều luôn, em không biết cái vấn đề là như thế nào luôn. Rồi 100k 8 bộ kèm số à lộn, 100k 8 bộ hôm nay ai muốn mua thì comment giùm cho em nha. Và vui lòng đừng bom hàng cho mấy chị đẹp nha. Hôm nay là giao thừa rồi. Đó chuẩn bị qua năm mới rồi, mình sống sao cho vừa lòng người nha. Mấy chị cho em 2 phút nó có vấn đề này nha, cho nên mấy chị đừng comment số điện thoại giùm cho em. 100.000 8 bộ đồ đã chia sẻ bài là được rồi nha, đừng comment số điện thoại. Mấy chị biết sao sáng nay Trang đang ngủ mà có cái chị kia chị kêu trời ơi, em ơi sao chị mua em 5 bộ đồ hàng vét hàng đồ đẹp lắm mà. Đúng rồi, hàng vét hàng đồ đẹp lắm mà. Tại sao em giao hàng gì gì kỳ vậy? Nó chị ơi, em giao hàng gì chị? Một cái quần rinh, một cái áo thun mà như là cái đùi rẻ luôn mà tính chị tính 500 mấy, tại sao mà chị không kiểm tra hàng? Tại vì bên nhà em á là cho mấy chị kiểm tra hàng thoải mái luôn, tại sao chị không kiểm tra? Nó chị đâu có biết đâu, chị thấy em đẹp gái xinh đái thì lên lên like thì chị tin tưởng em thôi, chị đâu có kiểm tra đâu. Trời ơi em chưa có điều tra cái shop nào mà nó khốn nạn như vậy luôn á chị. Nó lấy cái đơn nhà em mà nó giao cho mấy chị, cho nên mấy chị đừng vui lòng đừng comment số điện thoại giùm em nha. Đừng comment số điện thoại. Ít nhất là mấy chị phải kiểm tra hàng trước khi nhận hàng giùm em, đưa giùm em cái hôm nay này, hôm nay giá nào Trang cũng bán hết, Trang cam đoan luôn. Hôm nay là ngày chuẩn bị kết thúc năm cũ sang năm mới, hôm nay giá nào Trang cũng bán hết. Hôm nay Trang bán tặng cho mấy chị tất cả tất cả mẫu bên nhà em đều bán rẻ hơn cho mấy chị, 20.000 30.000 một bộ, rất là rẻ luôn. Đưa giùm em cái kéo đi. Rồi hôm nay nha, 100.000 tám bộ, chị nào mà rảnh rỗi á thì mình vô quay cái like nhà em, đưa mừng cái máy đi. Cái máy đâu? Máy đi đi kệ đó. Đưa giùm em cái kéo. Hôm nay giá nào Trang cũng bán hết, nhưng mấy chị yên tâm, chị mấy chị mà mua hàng nhà Trang là giá từng góc từng xưởng rồi, không có lấy qua bất cứ cái tay nào ai hết, cho nên mấy chị vui lòng. Vui lòng đừng bom hàng là em vui rồi mấy chị nha. Vui lạnh đi.
có chỗ trong nội bộ á, là chia sẻ về cái trang xưởng may đi. Mấy chị đợi em xíu nha, mấy chị đẹp nha. Lại lên đây. Hôm nay giá nào Trang cũng bán hết, nhưng mà chị ơi đừng bom hàng nha, đừng bom hàng bộ Trang đang mặc có bán. Hôm nay siêu rẻ, tại vì chuẩn bị qua năm mới rồi bán tặng cho mấy chị nha. Rồi 100.000 tám bộ giùm em. Đây chị Yến Nguyễn này, trời ơi là trời, cái cục hàng 290.000 bây giờ Trang khui ra Trang bán cho mấy chị nha. Đây cái gì đây, trời ơi đẹp lắm nha, siêu đẹp, cái cục này siêu đẹp lắm nè mấy chị ơi. 100k tám bộ đồ đã, chia sẻ vào giùm em nha, đừng comment số điện thoại giùm em Trang mấy chị đẹp nha. Trời ơi là trời, mấy chị ơi em không biết cái shop nào mà nó giao hàng mà cũng là shop Trang Trang luôn. Em không biết cái shop nào mà nó lừa đảo mấy chị, cho nên á mấy chị nhớ nghe rõ giùm em Trang này. Mình mua hàng bên nhà Trang là mấy chị phải nhớ kiểm tra hàng giùm cho em nha, đúng màu như trên livestream. Bên nhà Trang livestream thì mấy chị hãy nhận, còn ngoài ra không đúng hàng là mấy chị không nhận giùm em nha. Chia sẻ về đi. Bên, bấm vô chỗ xưởng may xong chia sẻ về bộ đồ cho trong tiệm bộ. Mấy chị nha, nhớ giùm em nha. Đây mấy chị, hai bộ đồ này rất là đẹp luôn này. Dạ. Trời ơi, tối nay ai muốn gặp Trang thì lên cầu Thủ Khiêm nha, là gặp Trang Phạm nha. Rồi chia sẻ livestream lên giùm em. Trời ơi, không biết hôm nay có bắn có bông không mấy chị. Hôm nay có bắn có bông không mà em cũng lên đó em chờ có thử nó có không. Đó, mình lên là mình chủ yếu mình cầu sức khỏe với chị. Đã chuẩn bị qua 12 giờ là mình không có cầu gì hết, mình cầu sức khỏe thôi mấy chị. Chứ còn mà ăn ở đời mà mấy chị, chết nay mai sống ai biết, sống nay mai chết ai biết đâu đúng không mấy chị. Mình cầu sức khỏe thôi em nói thật. Bây giờ là em không có muốn hơn thua một cái gì hết trơn á. Đã mấy chị nghĩ đi, một bộ đồ như thế này Trang nên Trang phục vụ cho mấy chị. Thậm chí Trang lời 2.000 Trang vẫn lời, Trang nói thề đó. Một bộ đồ lời 2.000, 3.000 Trang vẫn lời. Tại vì Trang lời là lời số lần nhiều, không có phải là lời số lần lần ít đâu. Mấy chị nào mà theo dõi bánh bay nhà Trang là mấy chị sẽ biết bộ Trang đang mặc hôm nay Trang tặng cho nha. Hôm nay Trang tặng giá rẻ cho, giá sơ đỉnh luôn. Hôm nay Trang lời 3.000 Trang vẫn lời nha. Hôm nay giá nào mấy chị muốn mua giá nào Trang vẫn bán hết nha. Đó mấy chị thấy không, hàng còn rất là nhiều nha. Chuẩn bị Trang nhập mực lô mới 30 bao, nhưng hôm nay là còn bao nhiêu gì, hôm nay là còn những mẫu lẻ lắm mấy chị ơi. Giá nào Trang bán, mấy chị muốn mua giá nào Trang cũng bán hết nha. Rồi đưa giùm em đi. Trời ơi là trời, cái bộ sơ mi đẹp giả mang, mấy chị nhớ nghe rõ giùm em nha. 100.000 tám bộ đã chia sẻ bài, nhưng mà nghe rõ giùm em, bên nhà Trang là sẽ lọc cho những người nào chia sẻ like nhiều nhất vào hội nhóm nhiều nhất. Cái thứ nhất, cái thứ hai, mấy chị qua rõ giùm em like mẫu như thế nào mấy chị hãy kiểm tra trước khi nhận hàng giùm em, trước khi thanh toán mình hãy kiểm tra Trang like cái mẫu này là có đúng như là mấy chị mặc đặt trên like không, hay là cái mẫu này mình không có đặt nhưng mà vẫn giao là mấy chị không nhận hàng giùm em nha. Nghe rõ giùm em Trang nha. Dạ 100k tám bộ chị ơi, kèo số điện thoại đã chia sẻ bài giùm em, đừng kèo số điện thoại nha, là nó dễ bị ăn cắp đơn lắm mấy chị, thật sự luôn. Bây giờ nói thật, ăn mà ăn trên cái đồng tiền xương máu của người ta là cũng không có tốt kết quả đẹp đâu đúng không mấy chị. Tối nay em cũng lên cầu Thủ Khiêm. Lên đi, alo chị có số điện thoại đó nha. Lên đi gặp Trang Phạm nói chuyện về đời cho vui. Rồi đây mấy chị, cái răng này, răng nâu này đẹp chưa? Dạ 100k tám bộ chị ơi. Hôm nay Trang bán hết nha. Đây cái chị này là chị tên là chị Nguyễn Thanh. Cái đơn hàng này là 380.000. Mà cái đơn này Trang không có gửi mấy chị, biết vì sao mấy chị? Bom hàng rất là nhiều, em nói thật luôn. Chị Thanh này là bom hàng từ 6 đơn hàng. Cái chị Thanh này là bom từ 6 đơn hàng cho nên Trang không có gửi cho chị Thanh nha. Rồi cái chị Thanh này, chị là chị không bao giờ chị mua được hàng online được nữa nha. Tại vì là chị bom hàng quá nhiều luôn chị Thanh. Đó bây giờ là Trang không có giao hàng cho chị thông cảm giùm em nha. Rồi mấy chị ơi, 100.000 tám bộ đồ đã chia sẻ bài giùm em. Bên nhà Trang sẽ lọc hệ thống ra. Có người mà hiện bài logo chia sẻ bài là bên nhà Trang sẽ chốt nha, nghe rõ giùm em nha. Đưa đây, đưa, chia sẻ về chưa? Chưa, đang bận nghỉ nè. Đưa đây. Mất thời gian ghê. Dạ 100k tám bộ chị, hôm nay mấy chị muốn mua bộ này giá bao nhiêu Trang cũng bán hết, nhưng mà nghe rõ giùm em, chỉ có duy nhất cái like ngày hôm nay thôi mấy chị đẹp nha. Duy nhất cái like ngày hôm nay thôi, nghe rõ giùm em nha. Rồi 100k bây giờ nha, chuẩn bị Trang chốt nha mấy chị đẹp nha. Nhưng chia sẻ livestream lên giùm em ít nhất là 3-5 lần vào Trang, và chia sẻ vào hội nhóm ít nhất là 20 lần giùm cho em mình mới chốt được mấy chị đẹp nha. Dạ tối nay em lên đứng cái cầu Thiêm á mấy chị, tối nay Trang đứng lên cầu Thủ Khiêm á, cậu kêu là dễ thấy nhất luôn á. Dạ 100.000 tám bộ chị nha, đã chia sẻ bài giùm em được không? Gắm cái cục thứ hai á, cái cục thứ nhì nha, đừng có gắm lỗ tầm bậy. Cái lỗ thứ nhì á. Đấy hả? Trời ơi, con mà gắm lỗ tầm bậy là nó phải cài lại từ đầu đó. Mai chị đừng vui lòng, đừng comment số điện thoại giùm em nha. Dạ 100k tám bộ chị ơi, dạ 100k tám bộ giùm em nha. Đừng comment số điện thoại giùm em mấy chị, dễ bị lừa lắm, nó giao hàng tầm bậy cho mấy chị đó. Đừng comment số. Một trăm k tám bộ đã chia sẻ bài giùm em, mấy chị vui
lòng đừng comment số điện thoại giùm em nha, sẽ dễ bị lừa. Bị lừa lắm mấy chị. Hôm nay là chuẩn bị qua năm mới rồi mấy chị. Chuẩn bị chị nào mà trở thành fan cứng bên nhà trai sẽ gói một cục quà em đi quà Tết cho mấy chị nha. Là những cái chị đó là đồng hành nhà em từ đầu năm tới cuối năm, đó là muốn trở thành fan cứng là Trăng sẽ tặng quà hết cho mấy chị đẹp nha. Dạ 100k 8 bộ chị ơi. Đã chia sẻ bài đừng comment số điện thoại nha. Là tụi nó đang theo dõi cái like nhà Trang. Tụi nó lấy cái số điện thoại nó giao hàng tầm bậy cho mấy chị. Mấy chị đừng có comment số điện thoại giùm em nha. Dạ 100.000 tám bộ đồ kèm số điện thoại giùm em nha. Hết giấy hả? Lấy giấy ở trong này này. Mấy chị vui lòng đừng comment số điện thoại giùm em nha. Comment số điện thoại là nó sẽ dễ bị ăn cắp đơn, nghe rõ giùm em nha. Nghe chai sâu chai nước. Nè đẹp chưa? Rồi, dạ 100k 8 bộ chị ơi, đợi em một chút xíu đừng nha, em vui ra. Đừng comment số điện thoại giùm em Trang mấy chị đẹp nha. Trời ơi là trời mấy chị ơi, em nói thật luôn mấy chị, Trang thề luôn. Cái bộ này BBR là hàng cao cấp của nhà Trang mà mấy chị lỡ lòng nào mấy chị bom hàng nhà em. Đó chuẩn bị qua năm mới rồi nha, chuẩn bị qua năm mới rồi mình đừng bom hàng mấy chị nha, lấy hàng đi mà mặc. Trời ơi là trời mấy chị, cái chục này nè, chị Hồng Phương mấy chị ơi, em nhớ đời cái chị này luôn mấy chị biết sao không? Em nhớ đời con mẹ này luôn mấy chị. Mấy chị biết sao không? Em mới cho thêm 50.000 đồng ship. Mấy chị biết sao không? Tại vì nó không có giao. Nó mới giao quá 3 lần rồi nó không có giao nữa. Mà em phải năn nỉ nó em cho thêm 50.000. Tại vì không có ai mà bán hàng có tâm như nhà em mấy chị. Nó giao quá 3 lần là nó không đi giao nữa đâu. Nhưng mà nó ở anh ơi. Anh ơi, mấy chị ơi đừng comment số điện thoại nha. Mấy chị anh ơi anh giao giùm em thêm một lần nó đi. Em cho em thêm 50.000 đồng ship. Trời ơi cho nó năm thêm 50.000 đồng ship mình. Nó không nhận hàng luôn mấy chị, cái chị Hồng Phương này nè. Đó, nó không nhận hàng luôn mấy chị ơi, vui lòng. Vui lòng đừng comment số điện thoại giùm em nha, sẽ bị ăn cắp đơn, nó giao hàng tầm bậy nha. Đừng comment số điện thoại giùm em nha. 100.000 tám bộ đã chia sẻ bài là được rồi, là bên nhà Trang sẽ lọc ra. Chị nào mà chia sẻ like nhiều nhất là bên nhà Trang sẽ chốt hàng nha. Đừng comment số điện thoại mấy chị. Trời ơi là trời mấy chị ơi. Cái bộ này rất là đẹp luôn nè mấy chị. Trời ơi, cái bộ giả mang thật, cái bộ chấm bi. Trời ơi là trời, đừng comment số điện thoại giùm em mấy chị đẹp Dũng ơi. Lê, Dũng Lê không luôn. Dũng Lê đừng comment số điện thoại giùm em nha. Chị bị cấp chị bị giao hàng tầm bậy là chị ráng chịu nha. Đây mà chị, một bộ chấm bi rất là đẹp luôn này. Trời ơi là trời, hôm nay em có gì em bán đó cho mấy chị chứ cũng bây giờ là cạn hàng rồi mấy chị. Bây giờ nhà Trang là bây giờ là cạn hàng rồi. Mỗi mẫu em còn tầm 4 bộ, 5 bộ thôi. Ai mua được may mắn mà đặc biệt giá rất là rẻ nữa, nghe rõ giùm em nha. Trời ơi hôm nay là view cao lắm luôn mà không có hàng mà bán cho mấy chị. Bộ Trang đang mặc hôm nay đang bán giá rẻ cho mấy chị luôn. Thực sự bộ này thường là thị trường bán ít nhất phải 170 nhưng mà hôm nay Trang bán chưa tới 120 nữa mấy chị, thực sự luôn. Đây đây mấy chị quay này, một bộ đỏ rất là đẹp luôn. Rồi mấy chị comment giùm cho em Trang là 100.000 tám bộ đã chia sẻ bài rồi, tiếp tục thêm một cục nữa nha, chuẩn bị Trang chốt hàng nha. Rồi ráng lên giùm em, mỗi máy lên 500 lượt view giùm em mấy chị. Rồi bên chỗ trong nội bộ lần 500 lượt view rồi đó. Rồi tối lên Ngọc Trang tâm từ đời nha. Tối nay mà ai lên cầu Hữu Kim alo cho Trang đãi trà sữa uống. Chị bồi chấm mi đi Trang. Dạ đợi Trang xíu đi chị, đợi Trang xíu đi. Lên 500 lượt view giùm em bán hết. Hôm nay Trang bán giá nào Trang cũng bán mà. Hôm nay mà ai mà muốn mua thực sự thì giá nào Trang cũng bán. Chị muốn mua bộ này bao nhiêu Trang bán hết cho mấy chị. Tại vì chuẩn bị qua năm mới rồi, hôm nay là mình phải tươi tỉnh lên mấy chị. Mấy chị thấy không, bữa giờ là đột quỵ quá trời luôn. Mấy chị thấy không, bữa giờ là đột quỵ quá trời luôn. Đó, mình là sống mình phải vui tươi lên, mình sống thoáng lên mấy chị, mình phải yêu đời lên mình mới sống lâu. Cho mấy chị thấy không, bữa nay đột quỵ quá trời luôn. Em thấy em khiếp luôn á, xóm em này nãy giờ là người ta đi nhập viện quá trời, toàn là bị đột quỵ tai biến không à. Cho nên đời này á mình thoải mái, mình sống thoải mái, vui tươi vui vẻ lên nha. Có nhiêu mình xài nhiêu mấy chị ơi, chết đâu có mang theo đâu. Đó coi như có nhiêu sắm đồ áo quần của nhà Trang Phạm hết đi. Đừng comment số điện thoại nha, trời ơi lúc em nói đừng comment số điện thoại giùm em mấy chị đẹp. Rồi 100k tám bộ, đọc tên lên nha, chuẩn bị đọc tên lên, khui mấy cái cục hàng này ra đi để em chuẩn bị em bán cho mấy chị này. Có nhiêu xài nhiêu nói chị ơi, trời đừng ơi đừng comment số điện thoại giùm em nha, đừng comment số điện thoại là sẽ bị dễ ăn cắp đơn nha. Mày bên nhà Trang in đơn ra nữa, đời này có nhiêu xài nhiêu nữa mấy chị ơi. Chứ còn thật sự luôn em nói thật, đời này à, nay sống mai chết không có biết được. Đừng comment số điện thoại giùm em nha. Rồi chuẩn bị Trang chốt hàng nha. 100.000 tám bộ chuẩn bị chốt này. Đọc tên lên đi ơi. Quay lọc chị nào chia sẻ bài nhiều nhất lọc ra. Đọc tên lên đi. Rồi chuẩn bị Trang chốt nha. Chuẩn bị mấy chị ơi. Hôm nay có nhiều báo nhiều giống gì nha. Toàn mẫu đẹp không thôi à. Rồi 100k tám bộ lẹ đi con. Lẹ. 100k tám bộ. Đọc đi có chuyện gì nào chia sẻ nhiều nhất. Anh Đào. 78 lần. 78 lần luôn. Chia sẻ nhớ vừa chia sẻ Trang cá nhân á. Rồi 1 này, 2 này. 03622 ba nè,
4 này. Đừng comment số điện thoại nha. 5 này. 6 này. Comment số điện thoại cho mấy chị ơi. 7 này, 8 này, bù chấm pin này cho chị kia. Rồi tiếp tục mở giùm em. Rồi tiếp tục thêm một chị nữa. À cái này là còn có 2 bộ thế này, cái này là còn một bộ. Một bộ xanh. Một bộ xanh thì cho chị này đi. Chị Nguyễn Thắng con chia sẻ bài nha. Ok, một bộ xanh này cho chị nào đây. Một bộ lon xanh này cho chị nào. Nhảo với một bộ xanh này nha. 50k nha. 50.000, em tặng cho chị một bộ này 50.000 nha. Rồi, một bộ em bên đây thử kết nối. Rồi bên đây. Comment số điện thoại nha. Bên đây em tặng cho chị Loan Trần. Chị Loan Trần một bộ nha. Chị Loan Trần một bộ nha. Rồi 50.000 giùm em luôn. Rồi một bộ hoa văn nâu cho chị nào đây. Mimi. Rồi tặng cho Mimi một bộ 50.000. Mimi có 50k. Bộ hoa văn nâu cổ tim rất là đẹp luôn nha. 50.000 cho Mimi. Rồi tiếp tục. Để giùm em một bộ cứ Gucci ông đen này đi. Rồi một bộ Gucci ông đen cho má nào đây. Dung Lê. Rồi Dung Lê một bộ 50.000 này. Rồi mấy chị nào mà nghe Trang đọc tên 50.000 nhớ vô inbox giùm em nha. Nhớ vô inbox giùm em. Rồi lên bộ em đăng mặt đi. Hôm nay em tặng cho mấy chị bộ này. Bộ này còn số lượng bao nhiêu đưa đây. Lẹ. Mấy chị ơi, bộ Trang đang mặc là hàng hot girl giống chị đẹp nhá. Cái bộ này á, là thị trường bán ít nhất phải 160-170. Nhưng bộ này là em nhà Trang may lên. Bộ này là hàng hot girl giùm em. 40 tới là 58kg độ lại giùm em thôi nha. Bộ này Trang còn ít lắm. Hôm nay bộ này Trang xin tặng cho mấy chị năm mới với giá là 119.000 nha. Ai muốn lấy thì comment giùm em. Bộ Trang đang mặc 119.000 hàng hot girl nha. Hàng hot girl mấy chị đẹp nha. Mấy chị comment là hoa văn từng một kèm số điện thoại giùm em. Rồi bộ này còn số lượng bao nhiêu là đếm giùm em nha. Trời, bộ này còn chưa tới 20 bộ đâu. Em tặng cho mấy chị năm mới. Mấy chị mặc đi chơi cho nó dễ thương ha. Rồi mấy chị comment là giùm em là hoa văn tầng kèm số điện thoại giùm em 119.000. Trời ơi dễ thương chưa. Rồi bộ này đẹp ha. Bộ này hôm qua Trang mới mới mặc chụp hình lên đó mấy chị. Trời ơi quá trời người ăn bắp luôn. Bộ này là 40-58kg đổ lại. Hôm nay giá nào 108 bộ hết rồi nha. Đừng có mình nữa mấy nha. Chị ơi 108 bộ đừng hoa văn tầng này 119 nè. Sammy hoa văn tầng 119 hoa văn. Anh Đăng Dương hoa văn này. Anh Đăng Dương có hoa văn rồi. Trời nha. Ơi đẹp lắm mấy chị ơi. Dễ thương vô cùng luôn. Sammy có rồi. Hoa văn từng kèm số điện thoại giùm em nha. À, đưa qua chị Hồng biết tên nó bao đi. Con đọc tên đưa chị Hồng biết cho. Nguyễn Thị Nguyễn này. Như Thị Nguyễn hoa văn từng. Anh Như có rồi nha, có mình một lần thôi. Một lần giùm em thôi mấy chị. Dạ 119.000 trời ơi. Nó xinh đẳng cấp luôn mấy chị ơi. Đẹp ha. Cặp lê hoa văn tần. Dương Bích hoa văn tần. Thị Phạm hoa văn tần. Có mình một lần thôi nha. Một lần giùm em. Ủa đẹp quá mấy chị ơi. Giá 119 nè. Trung tính nè, hoa văn tần này. Có mình một lần thôi. Hôm nay giá nào nhỏ yên này còn không? Được. Đưa giùm em đi lẹ. Mấy chị ơi, cái hàng này nghe rõ giùm em. Cái bộ này là hàng hot girl. Siêu rảnh luôn. Chất liều vải vôn. Chị. Mấy chị ơi kèm số điện thoại nó mới in đơn ra được mấy chị nha. Còn không có số điện thoại nó không in đơn ra đâu nha. Tuyên Nguyễn hoa văn tần 119.000 dùm em. Hôm nay giá nào Trang cũng bán hết mấy chị. Điều dạ. Cái gì vậy con, phải cần ghi số điện thoại đi. Ghi tên thôi tên, trời tên, ơi tên, má ơi tên nha. Trời ơi quá trời luôn kìa. Đọc lên Nguyễn Oanh nè, Nhung Ca, hoa văn tần. Đó đọc lên thôi. Khó đi quá khứ hoa văn tần, thu văn tần, hoa văn tần, dương huyền hoa văn tần. Còn chỉ nhìn cái bìa đó đọc tên thôi, rồi còn không biết tên. Tên Nguyễn Hương Trần, còn không? Hết rồi. Tuyết Nhi, hoa văn tần, 100.000. Em hết rồi mấy chị nha, em hết rồi, rồi cho con mẫu nha, cho con mẫu đi. Nhưng là bỏ bảo rồi nè. Mấy chị có mình một lần là có đơn rồi nha, nè Dung Tín nè. Chị Hồng phải cần ghi số điện thoại. Không, Dung Tín không cần Dung Phượng thôi. Trời ơi, giờ con ghi số điện thoại cái chuyện nào. Chị cứ đọc rồi đi. Như Ý Văn Ngọc nè. Rồi em lên hoa đỏ nha mấy chị đẹp nha. Rồi lên hoa đỏ giùm em luôn. Tiên Nguyễn, có mình một lần thôi nha là có rồi nha. Muốn trùng số điện thoại không thì mở cái video ra thôi. Cần ghi tên thôi má ơi. Trời ơi giờ này mà cần ghi tên không biết chừng nào. Đốt động biên. Đốt động biên qua đây. Rồi chốt giùm em bộ này nha. Này còn không chúng ta nè. Dung tính có rồi nha là rồi. Bộ này là quần ống rộng cho Trang nha. Bộ này hôm nay Trang xin hứa luôn. Bộ này Trang bán với giá là 135.000 một ngày đúng không? Rồi hôm nay còn số lần ít. Em bán cho mấy chị với giá là 129.000 một bộ này nha. Đưa giùm em bộ này đi. Hôm nay là lễ nha. Hôm nay là gần qua năm mới.
lợi nhuận luôn đó giùm em hoa đỏ. Bộ này mấy chị comment là hoa đỏ 129.000 kèm số điện thoại giùm em nha. Mấy chị comment là hoa đỏ kèm số điện thoại. Tiên Nguyễn ơi, 8069 thôi á. Không, 719. Trời ơi, cái bộ này đẹp quá mấy chị ơi. Rồi kèm số điện thoại giùm em nha, hoa đỏ kèm số điện thoại. Trời ơi, Trang thề luôn, bộ này là ai mà đã đừng mua lô trước rồi thì mấy chị thông cảm giùm em. Tại vì hôm nay là Trang tặng cho mấy chị thôi nha. Hoa đỏ 129 kèm số điện thoại giùm em nha, cái bộ này vải mango. Nghe rõ giùm em nha. Cái mẹ bọc miếng vô được thôi, bọc cho mẹ vậy. Rớt kệ đó. Đừng có quay đâu. Hoa đỏ 129 nghe rõ giùm em nha, kèm số điện thoại nó mới view ra được mấy chị nha. Còn con số điện thoại nó không có view ra được, nghe rõ giùm hoa em nha. Thi phạm hoa này. Thi phạm hoa. Tâm lấy hoa bằng bằng chưa? Ý, tâm lê hả? Này thi phạm hoa dồn đơn nè. Con hả, đứa cái bộ đấy nè. Đẹp lắm mấy chị ơi, cái bộ hoa đỏ này mặc Tết hơi bị địch luôn nha, hơi bị đỉnh luôn mấy chị. Hoa đỏ kèm số điện thoại giùm em 129 nha. Em Trang xin hứa luôn, hôm nay Trang bán không lợi nhuận nha. Chuẩn bị qua năm mới là em Trang bán không lợi nhuận, nghe rõ giùm em nha. Hoa đỏ này. Dạ, mấy chị chỉ cần là làm mẹ. Hoa đỏ kèm số điện thoại nó mới inbuild ra mấy chị nha, không có số điện thoại nó không inbuild. Đọc tên lên đi rồi. Rồi hoa đỏ đi giùm em đi. Nhớ kèm số điện thoại giùm em nha. Cái hoa đỏ này là 40-62-63 ký đổ lại mặt người giùm em mấy chị đẹp nha. Rồi đưa giùm em một chồng hoa đỏ đi. Nè, Tuấn Phước miệng hoa đỏ nè. Rồi. Thi phạm hoa có hoa đỏ dùng đơn chưa? Thi phạm hoa dùng đơn đi. Thi phạm hoa hả? Coi chứ những cái bill thôi, con phải cần nhìn điện thoại. Nguyễn Hằng nè. Hai ba tên cùng nhau rồi mới ghi số điện thoại chứ. Đưa cho bà Hồng mà ghi. Mấy chị ơi, hoa đỏ kèm số điện thoại nó mới chốt được. Nè. Có đơn được mấy chị nhá, chứ còn không có số điện thoại là hoa nó không nên bill ra được. Có mình một lần thôi nha. Một lần dùm em thôi nha, là bên nhà Trang đưa chốt đơn rồi mấy chị rồi. Đặng Hằng hoa đỏ, đọc tên lên đi con. Sao mà con không đọc tên gì hết trơn vậy, người ta kêu dùm mình quá trời luôn kìa. Đặng Hằng Trúc Phi. Ok em. Nhi Huỳnh hoa đỏ. Nhi Huỳnh, đây bỏ cho. Trúc Trung. Trúc Trung là cái gì đây? Trúc Trung lấy gì đây Trúc ơi? Rồi Trang lên Sumi nha. 63 ký đổ lại vừa hoa đỏ nha. Rồi Trang lên Sumi ống bát này. Rồi bao nhiêu chị đang ngóng chờ cái lô này nè. Bây giờ còn rất là ít luôn. Trời ơi bộ này đẹp lắm. Một lần thôi là biết rồi. À Trúc Trương là bộ hồi nãy là bộ hoa văn đúng không? Rồi à lộn. Hoa hồng chứ. Rồi chốt dụng Trang bộ Sumi nha. Bộ Sumi. Trời ơi Sumi này đẹp lắm nè mấy chị. Trời ơi, tao nói cái bộ sơ mi này rất là đỉnh luôn. Bộ này là quần ống bát giùm em mấy chị đẹp nhá. Bộ này là quần ống bát là biết rồi nha, đừng có bên hai lần nha. Nguyễn Thiếp hoa đỏ nè. Bộ này là quần ống bát giùm em mấy chị đẹp nhá. 5k8 bộ hết rồi, đừng có bên nữa nha. Rồi sơ mi lon xanh giùm em, quần ống bát giùm em. Cái bộ này là nó thật luôn, tôn dáng hơi và đỉnh luôn mấy chị đẹp nha. Bộ này là quần ống bát giùm em, quần ống rê giùm em mấy chị đẹp nha. Rồi mấy chị comment nhận cho em Trang là sơ mi loan xanh giùm em 130.000. Trời ơi hôm nay ai mua là giá đúng rẻ luôn á trời. Mấy chị ơi thử nghĩ đi, 130.000 là đã đủ mua vải chưa mấy chị. Rồi bộ này vải mango cao cấp giùm em nha. Mua hàng bên nhà Trang nhớ kiểm tra hàng trước khi nhận hàng giùm em luôn. Rồi xanh hai bộ cho Trúc Vi nè. Con 130.000 rẻ quá mấy chị ơi, Trang mới hợp luôn, 130.000 quá rẻ luôn mấy chị. Mấy chị mà không mua thì thôi luôn, mấy chị không biết mua chỗ nào được đâu. Rồi bộ này mà kiểm hàng mà vải không đẹp tặng luôn nha. Bộ này mà vải không đẹp. 130 giùm em nha. Rồi đưa giùm em đi. Này hai bộ rút bỏ vô đi. Đọc tên đi con. Hoa đỏ cho Ngọc Bích Trương này. Hai bộ hoa đỏ nè. Đó, hai bộ. Hai bộ kìa. Đọc tên lên đi con ơi. Rồi ok. Sơ mi loan xanh giùm em nhá, 130. Ngọc Bích Trương này, Ngọc Bích Trương hoa đỏ nè. 5k8 bộ hết rồi nha. Sơ mi 130.000 kèm số thoại nó mới chốt được. Mấy chị ơi, kèm số điện thoại một dòng bên nhà Trang mới chốt được, nghe rõ giùm em, chứ còn không có số điện thoại là nó không có chốt được đâu nha, nghe rõ giùm em. Có số điện thoại bên máy nó có đơn chưa tiên người ta. Nó mới mưu ra. Dương Linh lại chia sẻ, trời ơi đừng có 5k8 bộ hết rồi nha, đừng có mình nữa nha. Sơ mi loan xanh kèm số điện thoại một dòng cho em nha. Còn không có số điện thoại là máy nó không có mưu ra được, nghe rõ giùm em chị đẹp nhé. Rồi ai lấy chốt giùm em sơ mi loan xanh nữa chốt giùm em. Trời bộ này đỉnh quá chị ơi. Bộ này đỉnh quá này, qua cái cổ này. Trời ơi là trời, nó đẹp giả mang luôn. Rồi bộ này là quần ống suông giùm em chị đẹp nhá. Bộ này là quần ống suông nha. Rồi đẹp chưa? Rồi đó. Khách còn em quá trời luôn, giờ chốt đi. Rồi qua mẫu nha chị đẹp.
mẫu nha. Rồi em lên vest này. Nguyễn Oanh đã có đơn đâu mà dồn chị. Vest trời ơi. Nguyễn Oanh kèm lại số điện thoại nha. Nguyễn Oanh có đơn chưa? Hôm nay có gì bán đó cho mấy chị. Alo, rồi. Nguyễn Oanh dồn đơn hoa long long xanh á. Phát khuẩn hoa long xanh này. Tạm đơn long xanh luôn này. Tốn Phước Nguyễn dồn đơn này. Tốn rồi em lên vest nha. Trời ơi, tao nói vest quá đỉnh luôn mấy chị ơi. Tốn Phước Nguyễn á. Vét hôm nay là quá đỉnh luôn. Trời ơi là trời, vét ở đâu ai bán mấy chị? Tao nói đỉnh đẳng cấp luôn mấy chị. Rồi chốt giùm em bộ vét này. Mấy chị comment là vét nu kèm số điện thoại giùm em. Cái chị nào có đơn kêu kèm dồn đơn giùm em nha. Vét nu dùm em 130.000 dùm em một bộ vét. Trời ơi, ta nói rồi cái hôm nay là hàng chuẩn bị là qua năm mới là cho nên anh khuyến mại cho mấy chị thôi nha. Chỉ có duy nhất một cái đêm giao thừa này thôi nha, một đêm giao thừa này thôi. Còn mai là bắt đầu là về giá cũ dùm em nha. Mấy chị comment là vét nu 130 kèm số điện thoại. Mấy chị ơi nhớ kèm số điện thoại mới mail ra được nha. Còn không có số điện thoại không mail ra được nghe rõ dùm em. Vét nu kèm số điện thoại dùm em. Ai có đơn cũng kèm số điện thoại giùm em tra mấy chị đẹp nha. Trắng rồi, bây giờ em vét nu. Ồ vét nu này sang lắm mấy chị ơi, mặt rất là trắng da luôn nghe rõ giùm em nhé. Rồi, vét nu kèm số điện thoại là mình có đơn hàng nha, còn không có số điện thoại là bên nhà trang nó không có review ra được. Có đơn chưa? Một bộ vét này thị trường bán ít nhất phải 230.000 nha. Nhưng mà bên nhà em trang bán chỉ có giá là 130 thôi. Duy nhất cái like ngày hôm nay thôi nghe rõ giùm em nha. Cái là 63 chứ đó lại một người nha. Rồi, vét nu kèm số điện thoại giùm em. Ai chốt đơn cho mình một lần thôi là em thấy rồi, đừng có mình hai lần nha. Đừng comment hai lần nha mấy chị đẹp. Vét nu kèm số điện thoại giùm em nha, 130. Trời ơi, hôm nay ai mua hàng bên nhà trang là rẻ lắm luôn á mấy chị. 135 nha, 135.000 Thu Vân nè. 130 con hôm nay giao thừa bán rẻ cho chị. Hai bộ vest. Thu Vân Vân là hai bộ vest nu á. 130, vest nu 130. Ái Diệu này một bộ này. Ái Diệu một bộ. 70kg không vừa đâu nha. 65kg đổ lại mặc vest nhà em. Cho mình một lần thôi. Vét nu 130 giùm em nhé. Vét nu 130, ai muốn mua thì comment, còn ai không mua được đừng có bon giùm em mấy chị đẹp nhé. 130 nha, 63kg đổ lại nha. Vét nu kèm số điện thoại giùm em là mình đã có đơn hàng. Vét nu kèm số điện thoại mới chốt kịp bé rồi. Nguyễn Thiết có đơn không? Rồi bỏ vô. Nguyễn Thiết bên là số bao nhiêu nữa? Không bỏ vô đi. Thương hiệu vét nu. Hành bên trong cao tá cụ thế này đừng có mình nữa nha. Xem mi xanh vét nu cho Úc hàng hai bộ này. Xem mi xanh vét nu này đó. Úc hàng hai bộ này. Qua mẫu nha. Thương hiệu vét nu. Đi. Kèm số điện thoại, mã kèm số điện thoại một dòng dùm em nha mấy chị đẹp nha.
rồi neo đen kèm số hỏi nghe nhân viên Trang đọc tên nha. Trang là Trang không có đọc tên đâu, Trang chỉ ngồi like thôi. Rồi đọc tên đi con ơi, bộ này đẹp lắm luôn. Neo đen kèm số hỏi dùm em, cổ tim 129.000 nghe rõ dùm em. 63kg đó lại mặc vừa nha. Ôi bộ này sang quá nè mấy chị. 63kg lại mặc vừa cho neo đen. Bộ này sang quá, neo đen kèm số hỏi dùm em một dòng mấy chị đẹp nha. Rồi nhân viên đang đọc tên đây, mấy chị chỉ cần số hỏi lên là mình đã có đơn hàng rồi. 129 hả? 129 ngàn. Nguyễn Khiết neo đen này. Đọc tên đi con ơi. Nguyễn Khiết neo đen dùng đơn đi. Đẹp quá mấy chị, bộ này đẹp quá, bộ này sang chặt lắm luôn nha. Rồi, neo đen kèm số điện thoại giùm em là nhân viên cho đọc tên mấy chị đẹp nha. Quốc Hòa Mi. Quốc Hòa Mi nè. Dương Thùy nè. Dương Thùy có đơn chưa? Dương Thùy hả? Xuân Hiển nè, neo đen. Nó dồn đơn là nó ghi chữ dồn đó con. Máy nó từ nói á. Dồn đâu ra? Đây. 779 á. 779 phải không? Ừ. Rồi. Xuân xuất hiện có đơn chưa? Rồi lẹ lên đi mấy chị ơi, đừng qua mộng mới. Xuân hiện có đơn rồi nè. Ngọc Ngọc. Xuân hiện có đơn nè. Rồi. Rồi chân qua mẫu nha, neo đen qua mẫu. Trân Lương hả? Ờ. Ngọc Ngọc chưa có đâu. Trân Lương có mình một lần thôi là thấy đúng rồi. Đúng hoa tận đi, nhỏ nhỏ đi em hoa tận. Nè Trân Lương nè. Mua vào. Trân Lương gặp Ngọc Ngọc thích nghi thế rồi. Này đứa bãi đi nè. Rồi lên giùm em gấu trắng cụ không con đang canh mặt nha. Trang đi đơn hai bộ nha mấy chị đẹp nhá, một bộ Trang không có đi đơn nha, nghe rõ giùm em, chị nào mua một bộ ráng lựa thêm một bộ giùm em nhé. 5k8 bộ thấy là đừng có mình nha, một neo đen, một neo đen nè, một vest nô nè cho Trang Nguyễn nè, không ngắn nha. Nhà em là may quần dài lắm mấy chị ơi, yên tâm nha. Trời ơi là trời, cái bộ này nó nói đẹp xuất sắc luôn mấy chị, bộ này đẹp xuất sắc luôn. Rồi chốt giùm em bộ này là 60kg đổ lại thôi mấy chị đẹp nha, bộ này là 60kg đổ lại thôi. Bộ này 60kg đổ lại giùm em Trang nha. Rồi mấy chị comment là gấu trắng giùm em ha. Gấu này dễ thương chưa? Vô bờ bến luôn. Rồi quần vàng ống bát cho Trang luôn ha. Bộ này là quần vàng ống bát. Rồi 60-61kg đổ lại mặc vừa cho Trang. Bộ này gấu trắng mấy chị comment là bộ này là gấu trắng giùm em, 129.000 kèm số điện thoại giùm em. Rồi hôm nay là Trang khuyến mại cho chị đó nha, chứ còn hàng thường là không có giá này đâu nha. Ngày mai là ngày mùng 1 là Trang nghỉ Tết Tây. Ở ngày mùng 2 là Trang sẽ bán giá khác, nghe rõ giùm em nhé. Rồi, gấu trắng 129k kèm số điện thoại giùm em. Bộ này là siêu đẳng cấp mà không thể nói đâu, mấy chị cũng nhìn cũng biết rồi đó. Gấu trắng này. Đi giùm em bộ gấu trắng này đi, 129. 60kg nó lại mặc vừa nha. 61kg trên 1m6 giùm em. Rồi đọc tên đi không? Ngọc Đào. Ngọc Đào nàng gấu trắng 129 nè. Mai Vân. Mai Vân này 129. Không có 67kg đâu nha. Không có 67kg không vừa đâu chị ơi. Túi đeo không bán nha chị ơi. Không bán nha chị ơi. Ôi bộ này đẹp quá à. Dạ gấu trắng kèm số điện thoại giùm em là mình đã có đơn hàng nha. 68kg không vừa nha. Nhớ kèm số điện thoại giùm em. Nhớ kèm số điện thoại giùm em. 47kg vừa nha Thảo Linh Nguyễn ơi. Và vừa nha em nha. 47kg là bằng Trang luôn đó. 47kg là bằng Trang luôn. 129 kèm số điện thoại giùm em nhé. Bộ này đẹp lắm thôi chị ơi, bộ này đẹp lắm, ngày hôm qua hôm kia gì là người ta chốt quá trời bộ này luôn á. Rồi gấu trắng giùm em 129. Ngọc. Hôm nay mấy chị mua Ngọc. Hôm nay mấy chị Ngọc mua đây. Hàng Phạm gấu trắng. Ngọc này, hàng Phạm có đơn. Ủa sao nó em mua đây? Hàng Phạm hả? Quay họ lỏng cái lai dây ở sau không? Dây ở sau á. Quay cái bi nó đỏ không? Bi nó đỏ nè. Sao nó em ra? 5k8 bộ hết rồi nha. Thằng Phạm muốn đơn chưa? Rồi còn Nguyễn Hân à. Chú có phải không? Ừ. Sao nó in ra vậy? Có đỏ bên in có đỏ không? Có, nó đỏ nè, nó in nãy giờ đó. À, khách mới hả? 119 à, 100 bé ơi, vậy nó in ra 129.000 nha, rồi gấu đỏ, à, gấu trắng nha, trong qua mẫu luôn. Nè Hàng Phạm nè. Gấu trắng 129 này 50kg lên phía loa nè. Đẹp lắm mấy chị ơi, gấu trắng đẹp lắm. Mua đi mà mặc. Như là cái cỏ đó chị nhọn. Rồi Trang lên vest hoa đăng vàng nha. Trời ơi, trời ơi, con áo lên Nguyễn nè. Sao bên nọ, sao nó nguyên đai nhỉ? Hôm qua nó có đang chạy không? Dương
Rồi chốt dùng cho Trang mã vết hoa văn vàng. Vết hoa văn vàng kèm số ngồi giùm em nhé. 130 ngàn. Ủa vết nãy bao nhiêu vậy? Vết nãy bao nhiêu? 130. Rồi vết 130 kèm số ngồi giùm em. Mấy chị comment là vết hoa văn vàng kèm số ngồi giùm em nhé. 130. Vết thì quần ống nhỏ nha mấy chị đẹp nha. Vết nhà Trang là may quần ống nhỏ từ xưa tới giờ rồi nha. Rồi chốt dùng cho em Trang luôn. Vết hoa văn vàng kèm số điện thoại 130 kèm số điện thoại giùm em nhé. Vết hoa văn vàng kèm số điện thoại giùm em 130. Bộ này còn ít lắm đúng không? Bộ giùm em bộ này còn là biết bao nhiêu? Đâu thả lên mày bỏ vô đâu thả lên đây thả lên. Vết hoa văn vàng kèm số điện thoại 130 thôi mấy chị ơi. Còn nhiêu bán nhiêu cho mấy chị. Bán hôm nay là bán giảm giá đó, chứ còn mà vét không có chỗ nào bán 130 ngàn cho mấy chị đâu nha. Hả? Trời ơi, còn 4 set độc quyền mấy chị. 4 set độc quyền nha. Vét nhà Trang là đỉnh của đỉnh luôn nha. Quần nhỏ nha mấy chị nha. Quần nhỏ nha. Rồi vét 130 kèm số điện thoại giùm em. Mấy chị comment là vét hoa văn kèm số điện thoại giùm em là mình có đơn hàng nha. Hoa văn vàng. Quý Hà nữa là văn vàng nè. Đẹp lắm. Trời ơi, hàng này mà 130 mà không mua thì thôi. Cái này là 62kg lại thôi nha, 68kg mới mua nha. Vết nhà Trang mà 120.000 mà không mua thì mấy chị không biết mua ở đâu luôn, cho nó thật. Bỏ văn làm này không vừa chị đừng có lựa đâu nha, 68kg không vừa đâu chị. 68kg không vừa nha. Đừng có lựa nha. Rồi chẳng còn 3 set cuối cùng này, tình yêu nào lấy này. Lô đầu tiên về mấy chị quá lấy quá trời luôn. Xuân Hiển vết hoa văn vàng có đơn rồi đó. Xuân Hiển nè, vết hoa văn vàng. Xuân Hiển à? Ừ, hoa văn vàng á. Xóa đi quá khứ dùng đơn. Rồi còn một bộ hết rồi nha. Loan Nguyễn hoa văn vàng nè. Loan Nguyễn hoa văn vàng. Rồi hết rồi đó. Rồi hết nha mấy chị đẹp. Vét 58kg không vừa đâu em ơi. Đừng có lựa nha. Thanh Tuấn bỏ nha. Không vừa nha em nha. Đẹp quá Loan nè. Ô xin Châu Ngô hả? Vét hoa văn vàng. Nhỏ đưa giùm em mang cái tay nhắn ra đi giùm em. Lẹ lên. Trời ơi là trời, bộ này đẹp giá mang vậy. Rồi chốt dùng Trang bộ best à, bộ cổ vuông sọc đỏ giùm em. Có 152kg cho Dương Trang. Trời ơi bộ này đẹp lắm chị. 152kg người cho Dương Trang nha. Trời ơi là trời, là bộ này này trời ơi. Chốt dùng cho Trang sọc đỏ 129 ngàn. 65kg cầm một cái sớm cho Loan nha. Nhớ là phải kiểm tra hàng trước khi nhận hàng giùm em Trang mấy chị đẹp nha. Không kiểm tra hàng mấy chị ráng chịu nha. Phải kiểm tra hàng đúng màu mình hãy nhận giùm em nhé. Rồi chốt Trang bộ này sọc đỏ quần ống bát giùm em. Bộ này là thôi rồi luôn, mặt là chân gà tới mắt luôn mấy chị. Rồi sọc đỏ giùm em 129 ngàn, 60kg đổ lại mặt vừa giùm em. Bây giờ em bộ này đi, bộ này form đẹp lắm. 62kg đổ lại mặt đổ lại nha mấy chị nha. Bộ này form đẹp lắm mấy chị ơi. Đi cái túi trống nó mới hợp mấy chị. Rồi sọc đỏ giùm em. Có Trang Nguyễn Mỹ Phượng này. Nguyễn Mỹ Phượng có vuông, cổ vuông có Trang Nguyễn Mỹ Phượng bác sĩ. Rồi sọc đỏ cổ vuông giùm em 129 ngàn. Sao mấy lúc đi nó đi không rồi giờ. Mấy chị ơi, sọc đỏ kèm số điện thoại một dòng dùng cho em Trang mấy chị đẹp nha. Không có số điện thoại là nó không in đơn ra đâu, nghe rõ giùm em nha. Bác sĩ thì khỏi cái số điện thoại nha. Rồi sọc đỏ cổ vuông 129 kèm số điện thoại giùm em. Bữa em mua 3 bộ, 2 bộ vừa, 1 bộ không vừa. Rồi chốt giùm em sọc đỏ 129 kèm số điện thoại giùm em nha. Sọc đỏ này. Rồi thu vân vân này, sọc đỏ. Bộ này đẹp lắm luôn mấy chị ơi, thề luôn. Bộ này không đẹp là không làm người luôn á. À như Huỳnh ơi, dạ. Nếu mà tiền phí em lấy chị lộn 15 ngàn thì đơn thôi em trừ chị 15 ngàn cho Như Huỳnh nha. Em trừ ra sau sọc đỏ đẹp lắm mấy chị ơi, sọc đỏ đẹp lắm nè. Trời ơi là trời, bộ sọc đỏ đẹp kinh khủng luôn, trời nói thật. Cái bộ này đẹp kinh khủng luôn á. Rồi ai lấy sọc đỏ kèm số điện thoại giùm em là mình có đơn hàng. Vừa nha Loan Nguyễn ơi, vừa nha. Rồi 60 kg đổ lại mặc vừa giùm em, đọc tên lên đi con. Chi Nguyễn sọc đỏ. Hồng Sương sọc đỏ. Rồi hoa mẫu nha mấy đẹp nha. Trời ơi hôm nay Trang bán giá rẻ lắm luôn á, chị không lấy nữa là thôi luôn cho nó thật. Hôm nay là giá quá rẻ luôn, mình đang mua xì ông nâu đi. Rồi cho em mua xì ông nâu nha, hôm nay Trang xả cho mấy chị. Trời ơi hôm nay là quá rẻ luôn, mấy chị không lấy thì thôi luôn á, nó thật. Quá rẻ cho một tình luôn. Tuyên Nguyễn sọc đỏ có đơn chưa? Tuyên Nguyễn quá, mình đi đây này.
Mấy chị kèm số ngoài giùm em nha. Chị nào có đơn kêu dồn đơn nha. Rồi chốt dùm cho Trang bộ vua xì ông tay ngắn dùm em hôm nay Trang xài cho mấy chị 99 ngàn. Kìa ai kìa Duyên Đằng. Chốt dùm em gu xì ông 99 ngàn dùm em nha. Duy nhất cái like ngày hôm nay thôi nha. Ngày mai là không có giá này nghe rõ dùm em. Rồi chốt dùm em mã gu xì đen 99 ngàn dùm em. Cổ vòm quần ống rộng dùm em nha. Bộ này quần ống suông rộng dùm em ha. Rồi 99 ngàn dùm em gu xì ông đen. Rồi đưa dùm em bộ này còn số lượng bao nhiêu đưa đây nè. Chưa có phải không? Bộ này là vải mango nha mấy chị đẹp nha. Còn số lượng rất là ít. Mấy chị comment là gu xì ông kèm số điện thoại mới có đơn hàng nha. Sao còn không có số điện nha. Thoại không nên mail ra được cái đâu. Lại gu xì ông 99 ngàn nghe rõ giùm em. Trời ơi đẹp quá. Không phải không ở đây rồi. Gu xì ông kèm số điện thoại mới có đơn hàng nghe rõ giùm em. 99 cái này vải mango nha. Vải y như là mẫu gì nãy giờ là chăn lai luôn. Chị nào đó bộ không ra đủ đơn hết. Nha. Rồi gu xì ông 99 kèm số điện thoại. Có duy nhất cái like ngày hôm nay thôi mấy chị nha. Nghe rõ giùm em, ngày mai là không có giá này nha. Nghe rõ giùm em. Ờ tại sao hôm qua mình mua giá khác mà hôm nay mình mua giá khác. Nghe rõ giùm em nhé. Kích trần gu xì đen này. Gu xì đen kích trần. Thu Vân Vân gu xì đẹp. Thu Vân Vân gu xì 99 ngàn đó chị. Dương Trang. Dương Trang 99 ngàn. Dương Trang có đơn chưa? Dương Trang hả? Phạm Đương Dồn này. Phạm Đương Dồn kèm số điện thoại giùm em mấy chị ơi. Chị nào có đơn rồi hay không có đơn cũng kèm số điện thoại để em bill ra nha. 99 ngàn, xóa đi quá khứ rồi đưa giùm em một bộ nữa đi. À đưa giùm em mấy bộ nữa đi. Phạm Đương này. Gu xì ông đen 99 ngàn giùm em nhé. 99 cái cổ đẹp giả mang cho mấy chị. Dương Trang chưa có phải không? 99 ngàn mà không mua nữa thì thôi luôn. Gu xì ông đen 99 ngàn kèm số điện thoại. Rồi ai lấy gu xì ông đen nữa nè. Rồi chốt đi con. Lẹ đi. Rồi quay eo bì nha mấy chị đẹp nha. Rồi chăng lên eo bì. Ngọc Ngọc dồn đơn này. Ngọc Ngọc đây. Trời ơi hôm nay chăng rẻ. Rẻ lắm luôn á. Chăng xả rẻ Xuân lắm luôn. Dồn đơn gu xì đó. Xuân Hiệu với Ngọc Ngọc. Mấy chị ơi mã kèm số thoại nha. Cái gì đây nè. Ngọc Ngọc dồn đơn này. Dương Trang nè. Rồi eo vì 99 ngàn cho em. Đó rồi mẹ chưa. Đây bút xì dùng đâu với bút xì đâu rồi. Lê Yên bút xì ông đen luôn 99 dùm em eo vì. Chưa chưa có đâu, Lê Yên chưa có đâu. Trời ơi là trời cái bộ eo vì này đẹp quá. Rồi 99 dùm em mã eo vì nhé. Có bộ bút xì đen, bỏ bút xì đen vô nữa. LV 99 ngàn kèm số điện thoại. Mấy chị comment là LV 99. LV 99 mấy chị ơi nhớ là phải kèm số điện thoại nha mới in bill ra được. Mấy chị nghe Trang nói rõ không? Kèm số điện thoại mới in bill ra nha. Còn không có số điện thoại là bên nhà Trang không có in bill ra được đâu nha. Trời ơi nói biết bao nhiêu lần mấy má không nghe gì vậy. Diễm Phan nè. Diễm Phan có gu xì ông đen nha. LV đi ơi. Eo vì Thi Trần. Eo vì Thi Trần nha nè. Eo vì 99 nghe nhân viên Trang đọc tên là mình đã có đơn hàng nha. Eo vì Lê Uyên nè. Mã nào mà không kèm số điện thoại là không có đơn hàng. Đáng chịu nha mấy má. Sương Huỳnh Eo vì. Thím kính chạy vô lấy kho. Chạy vô lấy đi thím ơi. Phạm Đương Eo vì. Eo vì Điền Uyên nè. Nguyễn Khuyết này. Nguyễn Khuyết vô đơn Eo vì đi. Điền Uyên này bỏ vô nè. Phạm Đương dồn chưa? Phạm Đương dồn chưa? Phạm Đương này. 99 mấy chị ơi. Eo vì 99 hôm nay xả hết. Xả hết cho mấy chị. 99 ngàn dùm em kèm số điện thoại có bill nha. Còn không có số điện thoại không có đơn hàng nghe rõ dùm em nha. Rồi ai lấy eo vì nữa 99 ngàn dùm em. Trời ơi là trời 99 ngàn mà không mua nữa thôi tới lạy mấy má luôn thực sự. 99 ngàn mà không mua nữa là lạy mấy má luôn thực sự luôn á. Thực sự bán không lợi nhuận thề luôn. Hôm nay là hôm nay bán không lợi nhuận hứa danh dự luôn. Thúy Hà eo vì. Rồi qua mẫu nha. Chạy bầu cái này hiện ha này. Nè bỏ vô. Ra sự hoa dưới vậy. Bỏ vô đi nè, bỏ vô eo vì đi. Nguyễn Cần eo vì luôn nè, bỏ vô. 700 triệu không? Ừ. Tuấn Phúc Nguyễn eo vì, Quỳnh Ngọc eo vì.
Cô bán đâu có lợi nhuận là đi LV nữa không? Đâu quá phải không? Đâu quá nông nối. Đồ lên loan vàng nha. Rồi lên loan vàng. Tay dài mềm. Năm bộ nữa. Không, mày bị điên. Mày chỉ lấy, chỉ lấy. Chốt giùm em mã sang mấy chị. Chốt giùm em mã sang 129 ngàn một bộ. Rồi qua đi rồi em ơi. Nghĩ sao đang làm màu đen mà bảo đem màu nâu ra. Em vì chính trên kèm số điện thoại đi Thu Thủy ơi. Mấy chị gặp mai mã sang kèm số điện thoại giùm em 129 ngàn. 129 ngàn nha. Rồi 129 kèm số điện thoại giùm em mã loan vàng. Mấy chị comment là loan vàng giùm em 129 ngàn một bộ giùm em nhá. Bộ loan vàng tay dài. Sẽ like này 129 ngàn này. Em nói rồi, hôm nay chỉ có duy nhất cái like ngày hôm nay mới có giá này thôi nha mấy chị đẹp nha. Cho nên mấy chị nào mà mua hàng ngày mai á, ngày mai là mua giá khác, vui lòng đừng phân biệt giùm em nha. Tại vì hôm nay là năm mới nha, hôm nay là chuẩn bị qua giao năm mới rồi, hôm nay là chuẩn bị giao thừa rồi nha. Chỉ có duy nhất cái like ngày hôm nay là Trang bán giá này thôi nha mấy chị đẹp nha. Đó, Trang nói trước rồi đó. Rồi chốt giùm em loan vàng 129 nha. Loan vàng 129 kèm song thoại. Mấy chị chỉ cần kèm số điện thoại thôi là mình đã có đơn hàng rồi nha. Không cần Trang phải đọc tên đâu. Mã kèm số điện thoại là có đơn hàng. Loan vàng kèm số điện thoại giùm em nhé. Loan vàng kèm số điện thoại. Điền Uyên có đơn chưa? Điền Uyên á. Chốt phương miễn qua LV rồi nha. LV cho Thu Thủy nè. LV cho Thu Thủy. LV đâu rồi? LV đâu rồi? Đây. Điền Uyên có đơn chưa? Loan vàng, loan vàng. Lê Yêu Loan vàng dùng đơn. Lê Yêu Loan vàng dùng đơn. Thu Vân Vân dùng đơn Loan vàng. Thu Vân Vân dùng đơn Loan vàng 129 mấy chị. Đẹp lắm luôn. Trời ơi, ta nói thật không. Bỏ Văn Làng ơi, đã nói là không có xài 08 ký, đừng có lựa nữa nha chị nha. Tụi anh đi quá khứ nè. Đây 129 thôi mấy chị ơi. Chị Năm Quý có đơn. Trần Hương có đơn chưa? Đẹp quá, bộ này Trang thích lắm luôn. Bộ này rất là dễ thương luôn mấy chị. Trần Hương. Trần Hương vàng giùm em. Trang đi đơn hai bộ nhé. Nguyễn Linh chú có đơn một bộ Trang không có ship. Trang cần phí hà Điện Khuyên. Rồi loan vàng, loan vàng 129 duy nhất cái like ngày hôm nay thôi nha. Năm mới ngày Điện Khuyên này nè. Năm mới là Trang có bán giá 129 là duy nhất một ngày thôi, nghe rõ giùm em nha. 129 nghe rõ giùm em. Rồi tình yêu là lấy loan vàng này chốt nha. Trang qua mẫu nha, mấy đẹp nha. Phí hà nè. Hà đây này. Loan vàng này, phí hà dùng đơn nè. Phí hà đây này. Phí hà đây, có phí hà đây. 759. Ừ. Nó bỏ LV chứ. Rồi đi bỏ loan vàng nữa thôi. Rồi vé chấu đỏ em còn 3 set hả? Nhỏ. Rồi vé chấu đỏ còn 3 set nha mấy chị đẹp. Loan vàng đi Út nè. Quảng Ninh loan vàng này. Đừng luôn loan vàng luôn. Cho bộ 99 ngàn đi. Đây LV nè. Rồi vé chấu đỏ 130 giùm em nha. Loan vàng xem bị chú có đơn nè. Rồi vé chấu này chẳng còn 3 xé thôi nha. Chị nào mà inbuild ra trước thì mình có đơn hàng nha. Trời ơi, cái bộ vé chấu đỏ hơi bị đẳng cấp luôn. Dạ 130 chị ơi. Rồi em còn 3 xé nè. Đúng 3 xé luôn. Vé gấu đỏ dùm em. Mấy chị comment là vé gấu đỏ kèm số điện thoại dùm em Trang nha. 130. 130 dùm em vé chấu đỏ. Hết rồi nha mấy chị đẹp nha. Trang còn đúng 3 set thôi. Rồi vét dấu đỏ 130. Lê Uyên thấy bộ loan vàng vô đơn kìa Lê Uyên á. Đây. 130 vét dấu đỏ kèm số điện thoại mình có đơn hàng nha. Để nhà Trang sẽ inbuild ra nha mấy chị đẹp nha. Kèm số điện thoại là inbuild ra. Có gì chưa? Chưa. Có gì chưa? Vét dấu đỏ kèm số điện thoại 130 tròn đúng 3 set. Điền Quyên gấu đỏ dùng đơn. Điền Quyên gấu đỏ dùng đơn. Trang hợp bán 30 nha. 130, ghép là 130, chợ ở đâu ai bán mấy chị? Duyên Nhi. Mấy cấu đỏ nhiều người mang cái gì? Ngọc Đào dùng đơn, Thúy Hà dùng đơn. Thúy Hà đây, Ngọc Đào đây luôn. Rồi hết bếp Ngọc Đào Thúy Hà nha. Hết bếp Ngọc Đào Thúy Đào, Ngọc Hà. Thúy Hà với Ngọc Đào thì hết luôn rồi đó. Ngọc Yến không có bếp cấu đỏ. Chu Liên Nguyễn không có bếp cấu đỏ nè. Hàng Phan không có bếp cấu đỏ nha. Trần Hương không có bếp cấu đỏ.
không có nha. Rồi em coi vết hoa văn có rõ, Nguyễn coi không có vết hoa rõ luôn. Chốt dùm em vết hoa văn đỏ. Hết đây có rõ rồi, đừng có mình nữa nha mấy chị ơi. Hết rồi. Con để cái mấy cái hố rõ đâu đây một bên đi, qua ai lấy thì chốt. Còn có ba rồi. Rồi chốt dùm em vết hoa văn đỏ dùm em. Rồi ai nhanh tay thì trước nha. Bên nhà trang có hình view like trang đọc tên nha mấy chị đẹp nha. Rồi đưa dùm em vết hoa văn đỏ dùm cho Trang. Thương Nguyễn LV có nha, Thương Nguyễn ơi. Nhất mắt mấy chị 130 ngàn. Đưa dùm em cái túi đỏ đâu rồi ta. Cái túi đỏ của em đâu rồi. Vết hoa văn đỏ 130 dùm em mấy chị đẹp nha. Nhất mắt trời ơi. Mấy chị comment là vết hoa văn kèm số điện thoại là được rồi nha. Không phải đừng ghi giá tiền đâu. 130 kèm số điện thoại. Viên đằng hả? Nhìn chuyên đằng đứng chứ. Vết hoa văn đỏ kèm số điện thoại dùm em là mình đã có đơn hàng. Nhức nách đó chị, bộ này là nhức nách luôn á. Hoa văn đỏ nha mấy chị nhá. Vết hoa văn đỏ kèm số điện thoại dùm em 130 ngàn. Ở đâu ai bán một bộ vết 300 ngàn vậy? 130 ngàn. Ngọc Yến hoa văn này. Ngọc Yến hoa văn. Trần Hương hoa văn. Hàng Phạm hoa văn. Bộ này là nhức nách. Kèm số điện thoại mới có đơn hàng nha. Không có số điện thoại nó không email ra đâu. Chúc Ly Nguyễn. Lê Uyên Dường đơn kìa. Lê Uyên Dường đơn. Thúy Hà dùng đơn, từng lương này, Thúy Hà này, từng lương Thúy Hà đó, lương Thúy Hà, Sơn Huỳnh Huỳnh Mai, Sơn Huỳnh, từng lương Huỳnh Mai, từng lương đây này, Sơn Huỳnh, bên đây từng lương, đẹp ha mấy chị ha. Đẹp quá à, trời Sơn Huỳnh với Huỳnh Mai. Dạ 130 chị ơi, ở đâu ai bán chân tặng luôn á nha. Sơn Huỳnh nè. Ở đâu ai bán một bộ vé 130 chân tặng nha. Huỳnh Mai. Tiền điện thoại hết mẹ mấy ngàn. Ngọc dùng đơn. Ngọc dùng đơn. Thì đó tiền điện thoại hết mẹ mấy ngàn rồi, lời lâu ra nữa. Lỗ tiền điện thoại. Hôm nay bán chơi tặng cho mấy chị thôi đó, không lời nhuận đó thiệt. Lê Uyên. Lê Uyên này. Mấy chị nhận hàng đi rồi biết một bếp 130 ngàn là hơi bị đẳng cấp luôn. Chúc Ly Nguyễn này. Mình đã bỏ rồi. Trần Hương mày bỏ chưa? Trần Hương hai bộ rồi. Trần Hương lấy được hai bộ rồi. Hàng Phạm. Đưa cho bộ Hàng Phạm đi. Đây. Đúng không? Này Hàng Phạm. Ngọc Yến có hoa văn đỏ rồi. Comment một lần thôi nha mấy chị đẹp. Ái Mỹ xếp hoa văn kìa. Ái Mỹ gọi là ái đó thôi. Chưa có ái đâu. Rồi chốt dùng em là mã sang nha chị nha. Mã sang dùng đơn nè. Dùng đi phát hình cái đơn đó đi. Chốt dùng em mã sang kèm số điện thoại. Lê Uyên rồi phải không? Lê Uyên rồi. Trần Hương rồi. Trời ơi mã sang này đẹp quá này. Ôi bộ này sang quá mấy chị ơi, bộ này mà đẹp từ form tới vải luôn á. Nè mấy chị quay cái form quần ngày may nè mấy chị, lưng siêu cao luôn. Mà đặc biệt cái màu này mặc rất là trắng da mấy chị đẹp nha. Rồi chốt cho em mã sang kèm số điện thoại. Mã sang kèm số điện thoại giùm em nha. Ôi bộ này đẹp quá chị ơi. Xếp hoa văn đỏ hồi nãy quả ống nhỏ nha, 130 ngàn nha mấy chị. Mã sang kèm số điện thoại. Lê Uyên mã sang dùng đơn kìa. Lê Uyên mã sang dùng. Trong đó nó có chi phí dùng không? Không. Lê Uyên này. Lê Uyên mã đi. Lê Uyên mã sang dùng 129 thôi mấy chị. Mã sang 129. Quả ống đinh ở đây đâu rồi? Quả ống đinh này. 129 nha mấy chị đẹp nha. 129. Ái Mỹ dùng đơn. Ái Mỹ dùng đơn mã sang kèm số điện thoại là mình có đơn hàng nha. Không có số điện thoại là không có đơn hàng đâu. Tại vì mình nha, không có số điện thoại không có đơn hàng nè. Mã sang kèm số điện thoại 129. Đẹp ha, bộ này quá đẹp luôn mấy chị. Điên Quyên đứng dưới. Mã sang Nhi Huỳnh. Nhi Huỳnh. Thúy Hà. Thúy Hà dùng kìa. Ai một bộ là không chốt nha mấy chị đẹp nha, ít nhất phải hai bộ giùm em. 129 nghe rõ giùm em. 129 ngàn duy nhất cái like ngày hôm nay, ngày mai không có giá này nữa. Nghe rõ giùm em nhé. Đẹp quá ha, bộ này đẹp dễ sợ luôn. Dạ 129 ngàn mấy chị. 129 mã sang 129 giùm em nhé. Số 3
đẹp quá mấy chị ơi, bùa đẹp quá. Rồi lên tiếp tục bùa khác thì 963 đó. 963 không? Ừ, 963 không. Con vô. 963. Trần Nương sang dùng đơn kìa. Trần Nương. Đây, Trần Nương đây. Đây. Rồi chốt dùm em mã sơ mi hoa sữa 125 ngàn. Mấy chị comment là sơ mi hoa sữa kèm số điện thoại nha. Hả? Dạ cảm ơn Nhã Thanh nha. Đặng Hằng. Đặng Hằng đây. Sang kìa. Sang. Rồi sơ mi hoa sữa dùm em 125 ngàn. Đặng Hằng 4041 phải không? Ừ. Gài gài dùm em đi. Rồi sơ mi hoa sữa nha, 125. Hà Nguyễn có đơn chưa? Sơ mi hoa sữa 125. Có đơn đâu? Mã sang này. Mấy chị thấy rõ mẫu không mấy chị? Mẫu đẹp nè. Trời ơi là trời, bộ này nè. Trời ơi, tao nói nhức mắt. Rồi có 125 ngàn thôi mấy chị đẹp nhé. Sơ mi hoa sữa 125 kèm số điện thoại. Mấy chị khỏi cần là kèm chat thì sao? Sơ mi hoa sữa kèm số tiền số điện thoại là được rồi nha. Sơ mi hoa sữa Lê Uyên kìa. Đưa giùm em mấy bộ đi. Lê Uyên đây. Là Lê Uyên kèm sơ mi hoa sữa kèm số điện thoại có đơn hoa sữa này. Nhí Huỳnh lên luôn. Kèm số điện thoại mới bill ra được mấy chị đẹp nha. Đây đưa giùm em. Đưa giùm em cái bill đi. Nhí Huỳnh mới lên. Mấy chị thấy không? Có số điện thoại nó mới bill ra được nha, còn không có số điện thoại nó không in bill là mấy chị không có đơn hàng nha. Nhí Huỳnh đó. Nhí Huỳnh. Mã sang số đi quá khứ. Mã sang số đi quá khứ. Sơ mi hoa sữa 125. Ngọc Yến, Ngọc Yến. Nhí Huỳnh nữa. 125 ngàn mấy chị, 125 ngàn. Này Ngọc Yến sơ mi hoa sữa. Sơ mi hoa sữa 125 nha, rồi bực cái quạt đó giùm em đi. Bực quạt đó giùm em. Thúy Hà sơ mi hoa sữa vô nè. Thúy Hà sơ mi hoa sữa nè. Thúy Hà này thế. 125 thôi mấy chị, nó rẻ lắm. Quá rẻ cho một cục tình luôn á. Còn hai xẹt này. Em nói đẹp là đẹp. Hôm nay ai mua hàng là quá may mắn luôn, quá rẻ luôn. Rồi sơ mi hoa sữa nữa, ai lấy thì comment nha, rồi tham qua mẫu khác. Okay. Giá sáng, cốt sáng cho Thủy Hạnh nè. Ai Mỹ sơ mi hoa sữa dùng đơn kìa. Ai Mỹ. Ai Mỹ hôm nay năm đó hả? Có ghi rồi, ghi Ai Mỹ rồi. Đây, ảo Mỹ đây. Tỷ Trung nè. Trung Mỹ. Đồ tặng gái nè. Chốt dùm em mã tặng xanh. Mã tặng hoa xanh 75 Huỳnh nhỏ, một bộ loan vàng, một bộ mã sang Huỳnh nhỏ nè. Hoa vàng. Mã sang đâu rồi? Loan vàng. Rồi chốt dùm cho Trang mã tặng hoa xanh 75 ngàn. Chất lượng lụa hàng men à, lụa 100D. Bên nhỏ hai bộ này mẹ. Rồi mã tặng hoa xanh 75 kèm nhỏ. Sách hoa sữa đâu? Sách hoa sữa đâu? Đây. Mấy chị kèm xong thoại về nhé. Kèm mã tặng hoa xanh dùm em 75 ngàn, quần ống rộng dùm em 60kg đổ lại mặt vừa cho Trang bộ hoa này nha. Mấy chị comment là mã tặng kèm số điện thoại màu xanh giùm em. Điền Quyên xếp trắng phía sau dồn đơn. Điền Quyên hả? Điền Quyên xếp trắng phía sau là Malacan đó. Hoa xanh kèm số điện thoại giùm em 75 ngàn. Tặng điền xanh 75 cho đường đơn dồn kìa. 75 đây, giùm em màu 75 ngàn nha, rõ giùm em nha. Thấy kịp nha, kịp có đơn rồi nha. Hoa xanh kèm số điện thoại 75 kèm số điện thoại nè. Màu xanh Thúy Hà. Thúy Hà. Lê Uyên. Lê Uyên. Thúy Hà Lê Uyên. Điền Quyên. Điền Quyên. Trần Nương. Trần Nương. 56kg rồi nha. 56kg và đẹp lắm. Này khách comment mã nào con cứ bỏ vô cho khách luôn, để khách khỏi cãi hiểu không? Tự nhiên xóa dục đi làm gì vậy? Tôi dùng chốt đơn mà. Cứ bỏ vô đi để nhìn in bill là Tuấn Phước Nguyễn. Tuấn Chốc Nguyễn cứ đưa bill cho mẹ con đi. Tuấn Phước Nguyễn. Đó, đó, đây, đây,
tặng 75 nghìn giùm em nhé. Trần Hương hoa xanh có rồi nha, Trần Hương có rồi. Ủa nãy Trần Hương phải không? Xuân Hiển tặng hoa xanh này. Gia Trân hoa xanh luôn. Gia Trân hoa xanh. Nè Xuân Hiển nè. Rồi qua mẫu nha. Đây Xuân Hiển. Tuấn Phước Nguyễn chưa? Rồi. Đây. Rồi Sammy sọc riêu em còn. Gia Trân có rồi em ơi. Hết giấy giấy bỏ giấy giùm em, bỏ một con giấy giùm em. Nè Trần Hương này, Gia Trân này. Trần Hương, xem bộ đi. Trần Hương đây nè. Tự nhiên hết comment đi dục giấy đi. Đây Trần Hương đây. Quên dặn bỏ giấy vô kìa là nó in ra à. Gia Trân đó nè. Dạ có bỏ giấy vô gì ta nhưng con dục chi vậy? Gia Trân còn đứng chưa? Chưa. Cứ điện thoại chốt đơn là lấy cái bill mà đọc thôi. Rồi chốt dùm Trang bộ sơ mi sọc riêng 125 ngàn. Mấy chị nào về mua kẹp khóa sữa, nó sửa hết rồi đúng không? Về làm khuy dùm em được không? Thợ em nó quên làm khuy này. Không ai lấy thì để Trang đưa lại thợ làm nha. Còn nếu mà sót hàng là chị nào muốn lấy thì lấy bộ này dùm em nhé. Rồi sơ mi sọc riêng dùm em 125 ngàn. Mấy sữa còn không? 125 giùm em, sơ mi sọc riêng nghe rõ giùm em nhé. 125 ngàn giùm em. Chắc có sơ mi hoa sữa nè. Nghiễm huyết mã tặng hoa xanh. Nghiễm huyết dầu đơn đi. Sơ mi sọc riêng giùm em nhé. 125 ngàn. 125 kèm số điện thoại. Sơ mi sọc riêng 125 nhé. Bộ này đẹp lắm nè mấy chị. Bộ này đẹp lắm. Có 125 ngàn. Hôm nay ai mua hàng nhà Trang là sướng lắm luôn, quá rẻ. Có 125 ngàn bộ. Lê Uyên sẽ bị sọc rêu 2 bộ Lê Uyên. Lê Uyên 2 bộ này nè. Bộ máy 125. 125 nha mấy chị nha. Mấy chị sọc rêu kèm số điện thoại giùm em nha. Không có số điện thoại là lấy em đưa ra. Nghe rõ giùm em nha. Rồi sọc rêu ai lấy nữa chốt giùm em sọc rêu nha. 125 kèm số điện thoại. Rồi Trang còn 4 set nữa thôi là hết lô luôn rồi. Rồi tiếp tục nha. Hôm nay giá nào Trang cũng bán cho mấy chị được. Đưa giùm em hoa vàng tần đi. Hoa vàng tần đâu rồi? Đó. Hoa vàng tần đâu? Đó, đi nè. Rồi Trang lên hoa vàng tần nha, mấy chị đẹp nha. Đi phía có đơn rồi đúng không? Đi phía đơn rồi. Đi ngoài là có đét gấu đỏ nha. Đi nè, vệt tụng nè. Gấu đỏ đâu? Bỏ cho Điền Quyên đi. Này, bỏ vô nè. Đó không có rồi, không có về cái đó rồi. Rồi buồn đó. Thấy cái đỏ hồi nãy quá chừng thì chốt luôn á. Rồi đó. Bộ trắng hả? Trắng là 129 ngàn nha. Không, nãy quá chừng người chốt luôn mà con mất giấy rồi. Người ta còn có đơn hết rồi. Chị với bé nói là vết đỏ hồi nãy quá chừng người chốt mình nói hết rồi, hiểu không? À. À, cái đơn chúc Lê Nguyễn như đây nè. Rồi chốt giùm em hoa tần. Có đỏ đó. Hoa vàng tần giùm em mấy chị đẹp. Một bộ bi trắng đen với bộ gấu đỏ hả? Bi trắng đen sau nhầm kìa. Bi trắng đen đó là 125 ngàn nha. 129 chứ lộn. Hà Trinh này khách cũ nè. Hà Trinh đó cho bi trắng đen 129 ngàn cho chị đi. Bộ đó hết rồi, bộ đó khách bom nó về đâu đó không. Rồi chốt giùm Trang hoa tần. Hoa vàng tầng giùm em 119 ngàn. Này là hoa linh khác. 5K8 bộ hết rồi nha. Chốt giùm em hoa vàng tầng kèm số ngoài giùm em 119 ngàn. Lấy cái chấm bi đó đưa chị kìa. Hoa trên lại gì gậu đỏ hả? Đưa đó cho chị Hà Trinh đó. Hoa vàng tầng giùm em kèm số ngoài 119 ngàn. Như cái mẫu đầu like luôn nha mấy chị đẹp nha. Như cái mẫu đầu like chăng like luôn. Cái mẫu này không hưởng ngược đâu mấy chị đẹp nha.
119.000 hoa vàng từng dùm em, 119. Cái bộ này là hàng Hot Girl dùm em. Bộ này là tầm 58 kg đổ lại, mặc vừa dùng đi ra mới gì đẹp nha. Còn đeo cục nơ không dùm em, đeo cục nơ mới về đi. Bộ này là 58 kg đổ lại, mặc vừa dùm em gì đẹp nha. Mấy chị comment là hoa vàng từng kèm số điện thoại dùm em là mình đã có đơn hàng nha. Còn không có số điện thoại là bên nhà Trang không inbuild ra được nha. Trần Hương vàng từng nè. Chi? Trần Hương. Trần Hương hả? Hương. Đây Trần Hương đây thôi. Trần Hương á. Ừ. Mà đi mới đổ tay đi nha. Mà Trần Hương, Trần Hương là khác, Trần Hương là khác nha, đọc rõ mà. Sao vậy? Bộ này quần chính tóc mới chị đẹp nha. Ngọc Lê nè. Ngọc 119.000 nha, rõ Ngọc Lê Dương Trang. Ngọc Lê Dương Trang, Lê Uyên. Tần dễ thương lắm nè mấy chị, chỗ đẹp quá à. Dương Trang, Lê Uyên kìa thím. Dương Trang, Lê Uyên. Em nói thật rẻ như cho. Ngọc Lê có đơn chưa? Dương Trang, Lê Uyên. 119.000 nha, rõ Dương Trang nha. Ai lấy hoa vàng tầng thì comment số điện thoại mình có đơn hàng nha. Còn không có số điện thoại là nó không nên mail ra đâu. Chưa có đâu. Vũ Hồng, Vũ Ngọc Hồng Phúc 119. Nói đi, quá khứ hoa vàng tầng. Đây. 58 kg đổ lại thôi nha. Hàng này hàng Hot Girl, hàng Mignon. Chị nào mập mập đừng vui lòng đừng chọn cái bộ này giùm em nha, cái vì hàng này hàng Mignon mà nha. Không có hàng to đâu. Bộ này là Trang may dành cho những người nào Hot Girl Mignon thôi. Còn người nào to to mập mập đừng chọn nha. Ngọc Lê Trang mặc dù kìa, Ngọc Lê kìa. Mấy chị comment là hoa vàng kèm số điện thoại nha. Đừng kêu là bộ cho nó mặc dồn là nó không có email ra là Trang in đơn shop. Một ráng chịu nha. Rồi qua mẫu luôn. Ngọc Lê có đơn rồi đó, nó vô rồi đó. Hoa vàng từng kèm số điện thoại là mình đã có đơn hàng rồi nha. Nhớ kèm số điện thoại. Rồi em đem đeo cột nơ nha, hàng Hot Girl luôn này. Bộ này là cũng là 58 kg đổ lại. Ngọc Lê đã có đơn đâu mà kêu dồn đơn. Ngọc Lê này có đơn gì vậy Ngọc Lê ơi? Rồi ok, không có lượng đâu em. Ngọc Lê này có bộ nào nữa vậy? Nè, Ngọc Lê nè. Đây là bộ hồng hồng suốt nè. Rồi chốt chùm Trang đeo cột nơ kèm số điện thoại 115.000. 55 kg mặc được nhá. 55 kg mặc đẹp lắm luôn đó tình yêu. Chốt dùm em Trang mã beo cột nơ nha. Mã vải voan nha mấy chị đẹp nha, vải voan mặc sướng lắm. Kiều Anh này, hoa bông vàng tầng này, 55 kg nè. Rồi beo cột đơn 115.000. Nguyễn Thiết này có đơn chưa? Nguyễn Thiết á. Rồi. Nguyễn Thiết có neo đen chưa? Chưa neo đen á. Không, cái này đen rồi. Bỏ vô đi. Này. Bộ này xinh quá mấy chị ơi, bộ này hàng Hot Girl nha. Có chưa neo đen chưa? 58 kg đổ lại mặc vừa cho Trang bộ này. Rồi bãi voan nha, voan đẹp lắm. Dương Phi có chưa? Rồi. Ai lấy beo cột nơ thì chốt cùng em beo cột nơ kèm số điện thoại 115.000. Có đơn beo đen cho bỏ vô luôn. 115 kèm số điện thoại giùm em. Mấy chị comment là beo cột nơ kèm số điện thoại là mình đã có đơn hàng rồi nghe rõ giùm em nhé. Thúy Hà có đơn chưa? Thúy Hà đây nè. Đơn đây em bỏ rồi. Thúy Hà có đơn chưa? Thúy Hà một bịch rồi. Có đơn vàng chưa? Beo cột nơ kèm số điện thoại. Còn mấy anh có đỏ không? Mấy anh có đỏ không? Rồi máy bên yếu. Khách comment quá trời luôn kìa. Đeo cục nó Tuấn Phước Nguyễn. Đây, đây. Sao nó anh bill ra điện cái thằng bên mấy anh mẹ làm ăn cứt vậy? Sao nó anh bill nó không anh bill ra? Nguyễn Thúy nè, Tuấn Phước, Nguyễn Dương nơ. Cái này hàng Hot Girl nhá, đẹp nhá, 58 kg đổ lại. Thôi lên đây một nơ nè. Hoa Lê nè. Nguyễn Thúy. Máy chạy chậm. Máy chụp cái này hướng.
ngày Nguyễn Thúy mê bột nơ này, Tuấn Phúc Nguyễn Dồn nơ mê bột nơ đi. Lê Uyên hai bộ, Lê Uyên hai bộ mê bột nơ. Ủa Lê Uyên sĩ lại cho em. Cái này không có sai nha. Cái này phi sáng này tầm 55. Em ơi Lê Uyên ơi sĩ hay lẽ. Có hai cái con vừa đâu. Bây giờ sao chị không nhắc em cái bà đó. Em nói Nguyễn Thúy lại nhiêu với con thì lại nhiêu đúng không? Có mẫu nào màu hồng không bạn ơi đi. Không đợi chị xíu em ơi, không có. Ngoài con Lê Uyên tè. Lê Uyên chị có sĩ hay muốn lẻ vậy chị? Sĩ đâu trò lừa trên like đâu gái. Lẻ hả? Lẻ nó muốn nhiều cọc cạp nha Lê Uyên nha, lẻ muốn nhiều cọc cạp nha. Nhiều cọc cạp nữa cho. Hồng Trang Trần ơi, lấy mấy cuộc nơi kèm xuống, hỏi cho em đi mấy cuộc nơi nha. À, Hồng Trang Trần nha. Rồi má tặng hồng này 75 ngàn này. Mã tặng hồng 75. Mã nào mua bộ đi ra tôi xả ra hết nha. Rồi chốt dùm Trang hoa vàng và hoa mã tặng hồng nhé. Mã tặng hồng 75 ngàn cho Trang. Hôm nay view cao không có hàng bán hộ em. Ờ nó 7 ký vừa nha. Rồi chốt dùng Trang mã tặng hồng dùm em nhé. Mã tặng hồng 75 ngàn. Nó 7 ký vừa đi, hoa vàng phía sau. À rồi hoa vàng phía sau hả? À, là, à rồi rồi cút cút. Mã cút đồ xíu đi. Rồi chốt dùng Trang mã tặng hồng 75 ngàn. Các chị comment là hoa hồng kèm số điện thoại nhé. 75. Hoa hồng kèm số điện thoại giùm em 75 ngàn. Mấy chị ơi chia sẻ livestream lên giùm em nhé. Rồi hoa hồng giùm em nhé. Kèm số điện thoại giùm em 75 ngàn. Có sơ mi nha. 75. Có sơ mi ông bá luôn. Chờ xíu đi mấy chị. Rồi mà hoa hồng kèm số điện thoại giùm em 75 ngàn. Chị nào đơn bộ ráng rồi đủ đơn nha. Đơn bộ nhiều lắm luôn nha mấy chị nha. Một bộ nhiều lắm. Thúy Hà dồn đơn kìa. 759 á. Mấy chị comment như chị Thúy Hà vậy là rõ ràng lắm luôn á. Chị có không? Biết rồi nhưng mà chị phải cho số điện thoại để mà in bill ra được nha. Hồng Trang Trần nha. Cho số điện thoại để mà in bill ra được. Hoa hồng 75 kèm số điện thoại in bill ra nè mấy chị. Hoa hồng kèm số điện thoại giùm em nhé. 75 ngàn. Lê em có tạo hồng có đơn kìa. Diên sâu phím này, hoa hồng dồn đơn này, diên sâu phím có đơn rồi đó. Đơn hàng tối qua đi chưa vậy? Nguyễn Anh cho Nhung ơi cái bì đi. Nguyễn Anh Nhung ơi, đơn hàng tối qua đi rồi nha Nguyễn Anh Nhung nha. 75, đi 75 hàng đi đặt thêm nha Nguyễn Anh Nhung nha. 75 mấy chị đẹp ơi. 75 kèm số điện thoại. Đẹp mấy quá. Cái đơn nó tên gì vậy chị nhỏ? Không, cái này không đi rồi. Cái đơn nó tên gì vậy? Cái gì? Lê Uyên 7944. Lê Uyên sao Facebook không thấy gì hết trơn vậy? Đưa bồn rồi đây. Lê cái bà Lê Uyên này sao không thấy Facebook, bồn không Facebook không thấy gì hết trơn luôn á. Ngọc Thủy Hoa Hồng nè. Đây. Ngọc Thủy Hoa Hồng. Đi đi lấy số điện thoại đi. Sơn Huỳnh Trung bộ bét nu đi. Mấy chị ơi hôm nay á, là giao thừa chuẩn bị qua năm đúng mới rồi. Mấy chị đừng vô đây tạo nghiệp giùm em nha. Em lạy mấy chị luôn nha. Bộ trung hệ đó. Nha, chăng lạy mấy chị luôn á. Đừng vô đây tạo nghiệp giùm em. Mấy chị nào mà tạo nghiệp là sẽ bị nghiệp quật nặng đó nha. Sẽ mang bệnh nói nó thật. Đời cảm này mua á được thì mua nha. Đời này ơi. Nhân quả nó luân hồi nhanh lắm. Ai mà theo đạo Phật em nói thật luôn. Chắc chắn luôn mình tạo nghiệp là mình sẽ mang bệnh rất là nhanh. Đó mấy chị liều hồn đó em nói thật. Vô đây mà tạo nghiệp đi. Hôm qua cũng vậy mấy chị. Đéo gì mà rảnh rỗi mà lên đây mà ngứa háng ngứa lờ lên đây chọn chọn đến khi em quả đéo bắt phôi mấy chị. Mà lừa mà lượt trời ơi em ơi chốt đây, cho chị không đi. Hay chốt cho chị đi xong thì chuyển khoản thì chọc cạc cho ông nội nó đi luôn mấy chị. Nó khốn nạn dễ sợ luôn. Trong lúc á em bán hàng rất là cực khổ mấy chị. Thiệt em bán em cực khổ lắm luôn. Em lên đây em la từng bộ đồ mà thậm chí hôm nay là em không lợi nhuận luôn. Ví dụ cái bộ này 75 ngàn nó thật. Em lời đúng 5 ngàn. Tuệ nha, nhận đồ rồi nha. Chân lời đúng 5 ngàn luôn, chân thề luôn mấy chị. Hoa hồng là 50. Mà vô đây mà tạo nghiệp làm cái gì? Người ta buôn bán cực khổ mà vô đây làm tạo nghiệp làm cái gì? Xét hoa trắng. Điều được không? Xét hoa trắng 100 ngàn đi.
mấy chị biết sao không? Thì nhiều lúc mà like xong mà một cái like mà quá trời người bom hàng luôn. Em không biết mấy chị đặt cái hàng cái kiểu gì mà vô đây mà bom đấy, nói thật. Mình làm vậy chi mất thời gian vậy mà tội nghiệp người ta nữa, đúng không mấy chị? Nguyễn Khiết là xếp hoa trắng là xếp nào chị ơi? Chị nói rõ đi. Bố là cũng lừa hai bố, hai bố chết. Rồi bây giờ em còn ít này. À lên cái lon xanh này đi ha, ba bộ hả? Rồi bộ này em còn ba bộ thôi, chị nào lấy nha, còn có ba bộ, đúng ba bộ luôn. Bốn bộ mấy chị, bốn bộ. Hoa vàng phía sau là 1,5 ngàn nha, đợi xíu đi. Hoa vàng này hả? Rồi em hoa vàng này đi mặc cho mấy chị coi. Rồi em lên bộ này nha mấy chị nha. Bộ này em còn 4 bộ hết thâu rồi. Rồi chốt giùm em mã BBR nha. Cổ vuông BBR hết lô luôn, cái gì đẹp nha. Ống bát giùm em. Hôm nay view cao lắm luôn, đầu live view cao lắm mà em không có hàng em bán. Còn mỗi thứ có XX nè. Canh đang mặc 65kg không vừa đâu chị. 60 thôi. Bộ canh đang mặc như Maracan này đẹp chưa? Chứ BBR là hơi bị đẳng cấp. Này số 2 nhớ lại thôi nha mấy chị nha. BBR là hơi bị đẳng cấp. BBR là hàng thương hiệu. Trời ơi đẹp giả mang luôn. Rồi bộ này em chốt cho bốn chị thôi nha, ai em view ra trước, ai có số điện thoại em view ra trước thì chốt cho người đó nha, hết luôn. 29 ngàn nha mấy chị. 129 ngàn, hôm nay mấy chị mua rẻ lắm luôn á, thường thường bộ này chắc bán với giá là 135 ngàn. Dành nhau nhớ gọi bắt máy nha. Dành nhau nhớ gọi bắt máy giùm em. Trời ơi, dành nhau xong xả ra xả vô. Rồi chốt giùm em bộ này nha, BBR cổ vuông giùm em 129 ngàn. Nhiều người mắc cười lắm, lừa trên live cho đã đến khi chị không biết cái cọc cạc. Em ơi, ở đây nó không có băng cạc. Mua hàng mà không đây, nghe chưa? Chị mua về mặt mà chị tròn á, chị thích bộ đó chị lại bộ đó. Chị sống với chị đang mở cái sống với chị có 18, tức là chị ơi chị tròn mà cái màu mơ rẻ chứ chị mặc đâu mua. Xả ra đi. Bà mua bắt cọc. Mua nó đi cho chị ở nhà, mình là sạc nha, chị cũng bảo bạn quảng cờ cạc hết tất. Con mẹ lộ đủ má thật sự. Mua nó đi rửa thấy chưa? Thấy chưa? Đưa đây em chửi cho. Đưa đây két rồi. Đây kịp kịp đây. Đủ má mình hứa lồn dễ sợ chưa? Đây. Thấy chưa? Đây, trời ơi vậy mà đưa mà vậy mà chốt đây, hàng đây, cho bả. Nguyễn Thúy vô chưa? Nguyễn Thúy mấy người vô á. Đây thì đây xuống thôi 5 số 2 không? Từ từ. À xuống thôi là 212. Không Nguyễn Thúy này con này có 75 á. Ngọc Thủy chứ. Nguyễn Thúy 212. Hello. Chị sao chị ngứa lời vậy chị? Chị đặt hàng đặt mà chị chọn một lần 2 3 bộ mà sao chị mặc được? Sao chị vô đây tạo nghiệp dữ vậy? Hả? Con mè lồn kia. Đủ mé mà đặt hàng mà một lần một bộ một mẫu 3 bộ mà sao mà mặc thế hết? Mẹ chó đẻ thật sự luôn á. Mấy chị đó nó kêu nó đặt để nó mặc mà một mẫu nó đặt nó 4 bộ, 3 bộ. Đưa giùm em cái cục đó đi, thật sự luôn muốn khóc luôn á trời. Sao mà ngày hôm nay mà mình tạo khẩu nghiệp dữ không biết nữa. Không chửi cũng phải chửi mấy chị. Mẹ con đi xuống rồi biết rồi nha. Mấy chị coi nó đặt mấy chị. Nó ôn thì chị đâu mà nó đặt 2 bộ một lần. Mà nó kêu nó đặt nó mặc 2 bộ một lần mấy chị. Nó khốn nạn dễ sợ chưa? Con mày chó này thật sự. Đó nó khóa máy luôn, nó khốn nạn giả mang chưa. Sao mà ngày nào cũng gặp ông Binh hết trơn á. Chó đẻ dễ sợ. Này chó đó, thì có bộ mua xì không? Có bộ mua xì đó, có bộ mua xì không? Đó, đó. Không okay. Thế không biết sửa quá thế. Tôi biết sửa đây. Ủa má thật sự luôn á. Tao có mua xì không? Gọi lại thuê ba mẹ rồi, không có chửi chết mẹ bả luôn á. Có cái hoa đỏ, bỏ một cái hoa đỏ. Mẹ ơi mấy chị thấy không? Mấy cặp mấy chị có tốt không mấy chị? Không cái hoa sữa đủ rồi. Nó kêu á là nó đặt mặt. Mà ông nội nó là nó đặt một mẫu mà chẳng thà mỗi mẫu nó một bộ em không nói nha. Đây một bộ nó đặt 3 bộ, một mẫu như vậy ví dụ một mẫu như vậy nó đặt 3 bộ mấy chị. Mà em mới điền lại nó kêu á. Nhung Nguyễn ơi, Nhung ơi. Chị ở nhà có một mình này em ơi. À ở nhà đây không có ai bán cạc hết á. Em giao tới cho chị đi, chị coi bộ nào chị mặc được, chị thầm mặc thử chị mặc được á thì chị lấy còn không thôi nha. Ông nội nó con mẹ chó là thật sự luôn, ai dám là rảnh rảnh lơi mà giao hàng cho bả.
thật sự luôn á trời. Điền quen lấy cái trắng phía sau dùng cho Điền quen cho là cái bộ có trắng á. Đang Điền quen mua. Á tức quá à, cái này ai chốt ta. Má luôn thật sự luôn á, mẹ tao không nghiệp không chịu luôn á. Mấy chị thấy có ứa máu không mấy chị? Gặp mấy chị gặp như tình trạng ta mấy chị có ứa máu không? Điền quen. Ông nội nó rảnh lờ quá, nó nằm nó banh tháng quá, nó rảnh lờ quá, nó lên nó chọn. Thấy chưa, quại thê bao này, chó đẻ dễ sợ chưa. Má nó nghiệp ngục nặng, nó chết mẹ mày luôn á, bây giờ luôn á, thật sự luôn á trời. Bộ em nó mà là ông bát chị ơi, ông bát còn một bộ thôi, ai lấy chốt lại cho em nha, em còn có bộ. Kìa đi em, nó tạo nghiệp, trời ơi chị ơi. Em tưởng nó mua sỉ chị, trời ơi, nói mà nổi da gà luôn á chị. Mà cái dòng bà nội này nó già rồi. Già rồi. Thật á, nó ngứa lợt, kêu cái thằng cha nào, đi còn khùng thấy đủ nó lên thật sự luôn á chị. Trời ơi, mấy chị nghĩ đi. Em nói em nổi da gà luôn á, một mẫu mà nó đặt ba bộ, nãy giờ là em tưởng nó sỉ. Em mới để ý là trời ơi, cái khách này đặt nhiều quá vậy. Trời ơi, dừng lại thì nó kêu chị bảo mặt em ơi. Trời ơi, thật sự luôn á trời. Hoa văn đỏ nè. Trời ơi. Điên cuồng đó, mình nó thèm thuồng quá, nó điên cuồng cái gì á. Em điền lại thì nó kêu là chị mua mặt em ơi, mà mua mặt cái ôn dịch gì một mẫu nó đặt tới ba bộ. Mà còn kêu á, nó kêu là giao tới cho nó đi. Rồi nó vô nó mặc thử được bộ nào nó lấy bộ đó đi, chẳng thà nó đặt mẫu này nó đặt một bộ thôi đúng không chị? Nó quất lần ba bộ. Mẹ nó bị điên cái gì trời. Lê Uyên. Lê Uyên mới mặc mẫu thử coi. Trời ơi muốn điên người luôn á trời. Ngọc Ngọc à. Lấy bộ em mặc cho Nguyễn Thanh nè. Bác chị thấy có điên người không chị? Điên là ba đó. Chị Hồng không biết nói hả? Thì chị có ngứa thì ra một điện nhùm đi. Đó một điện ngoài đường ngoài nhiều lắm. Ra ngoài đó mà cạ đi thật sự luôn á. Hôm nay em tàu khốn nghiệp em cũng chịu mấy chị, nó già rồi. Nó ngứa mấy chị. Không có gì hết trơn luôn. Ngủ má mua một lần ba bộ mà. Chẳng thà ba bộ ba kiểu em không nói, đây một mẫu ba bộ. Mà nãy giờ quá trời tôi loạn tôi lương hết trơn á. Ông nội nó ai mà rảnh lờ đó, đi giao tới cho bà mặc thử. Con mày chó thật sự luôn. Rồi qua mẫu nha mấy chị đẹp. Em ơi lên cốc đen đi em. Lên cốc đen là gì vậy? Từ rồi em xíu nha. Quay đơn nào thiếu cái ờ đúng rồi chị nó bị. Thôi khỏi nói đi mấy chị. Nam mô gì được Phật, Nam mô gì được Phật, Nam mô gì được Phật. Xóa ra đi. Nói xong phải sám hối mấy chị. Chửi nó xong phải sám hối. Hoa vàng rồi lên hoa vàng. Chửi xong cao phải sám hối mấy chị. Đưa giùm em cái hoa vàng đi, hôm nay em bán tặng cho mấy chị. Gặp mấy chị có điên không? Con có xin hồi là dưới 80 bộ thôi. Ai có xin đấy? À 180 bộ hết rồi nha. Rồi cho nên hoa vàng nha. Cho chị có 100 mặt thì em mặc mấy giờ đó chị? Đó em mặc đó chị. Vâng ơi em mặc mấy giờ đó Vân? Đứng ơi mặc mấy giờ cho người đó em chứ chị ơi. Điều này nó quá nguồn luôn, khốn nạn dễ sợ chứ. Đưa giùm em cái tầm đi. Ở chị bảo đi, chị nghỉ xong cái chị giải mặc vào cái bộ xong mặc đây. Được. Vậy mà còn nghè nhà mấy bà nữa. Sao bên ngoài nó chửi hay quá vậy? Sao nãy chị mặc đi. Để đó chị lười con nó lười xong mua đi nộp cạc không thì chị ơi. Nghĩ là chị lười xong đi nộp cạc. Là sạc nha em có bảo cạc điện thoại đó chị trả sạc với nha chị. Trả nó là mua đi. Bên là thôi em nha. Rồi chốt giùm em bộ hoa vàng. Rồi bộ này quần chính tấp giùm em nha. Bộ này mặc ở nhà cho vui. Bộ này mới thật chị nào đang bộ đang lừa đủ đơn nè chị ơi. Bộ này mặc ở nhà sướng lắm á chị ơi. Bộ này rất là mát. Trong may vải von mát cực kỳ luôn. Mấy chị nhìn hàng mà qua nhà trang là không đẹp không lấy tiền nha. Rồi đưa giùm em bộ này hai màu đi. 115 ngàn cho mấy chị thôi. Trời ơi ngứa lời dễ sợ luôn trời. Sao mấy chị đổi lại nha. Gặp em là thôi rồi luôn á. Em chửi một tăng bả im ru luôn á chị. Quần ông rộng lắm không chị? Không rộng lắm đâu em. Nếu mà thấy ông rộng thì ông nhỏ đi nha. Cái này là ông rộng, ông nhỏ nha em nha. Sao mà rộng nhỏ lên xong mà trong quần chính tấc. Quần chính tấc giùm em. Đưa giùm em cái túi đâu rồi? 115 ngàn. Vàng hả? Má ngứa hám dễ sợ. Sao mi màu tối hả? Chờ xíu nha Điện Hoàng nha. Chờ xíu là mi màu tối. Đời trang xíu thì nhiều lắm, nhiều sơ mi lắm. Hôm nay giá nào trang cũng bán hết cho mấy chị. Một bộ đồ có 110 mấy ngàn thôi. Hôm nay giá nào cũng bán hết. Tại vì mình chuẩn bị qua năm mới cho bán tặng cho mấy chị thôi. Rồi chốt giùm em hoa vàng 115 ngàn nha. Mẹ mặc lần 3 bộ. Một mẫu mà đặt lần 3 bộ đồ.
Rồi Cúc vào cho em 115.000. Tình yêu nào lấy cái men sốc nổi giùm em nha. Rồi vàng với hồng giùm em hai màu này, 115.000 thôi. Tây lê giùm em nha. Cúc vàng cúc hồng giùm em. Bộ này mặc ở nhà sướng lắm. Cúc vàng kèm sốc nổi giùm em. Cúc hồng kèm sốc nổi. 1m6 nếu mặc cái này thì cho em mắc cá xíu nha. Chị mắc cá như gì đẹp. Rồi cúc vàng cúc hồng giùm em. Không có mỏng đâu chị ơi, quần may hai lớp không mỏng. Quần may hai lớp, trời mấy chị chưa mua hàng vào nhà em hả? Chắc là mấy chị là khách mới rồi. Nhà em là bán quần siêu đẳng cấp luôn nha, bán từ xưa tới giờ rồi. Không có size là 70kg đâu hả? Lâm Ngọc hơn cúc vàng này, nữa có một cúc vàng đi. Cúc vàng cúc hồng giùm em 115.000. Chị nào mà chưa mua hàng nhà Von là chưa biết đâu ha. Von tất nhiên thấy mỏng rồi nhưng mà mỏng mà không thấy đâu, chắc mày quần hai lớp rồi. Da trân nè, da trân có đơn rồi đó. 115. 1m6 mặc cho em mắc cá một xíu nha em ơi. Cái này là gì may quần quần lở lở mà mặc cho nó mát. Cúc vàng xả hoa mỹ cánh. Dễ thương lắm. Ai mà chưa mua vàng nhà vô nhà trang là chưa biết đúng không? Mà mua đi là nghiền. Vâng Huỳnh Huỳnh. Vâng Huỳnh Huỳnh hoài không bao giờ bắt máy không chốt nha em. Vâng Huỳnh Huỳnh hoài không bao giờ bắt máy không chốt nha em. Cho con hai bộ cúc hồng. Chị đang nóng tính đó em ơi. Em đừng vô chọc chị nữa. Mua hàng quậy bao giờ không bắt máy, nó hiện lên luôn kìa. Ai rảnh đâu em? Ai rảnh đâu chốt hàng cho em. Nó hiện lên kìa em ơi, khách hàng quậy không bao giờ bắt máy. Thì cô đã chọn con mẹ gì nữa. Kiểm tra hàng đúng không? Đúng rồi nha. Kiểm tra hàng trước khi nhận hàng giùm em mới chị đẹp nha. Kiểm tra hàng trước khi nhận hàng giùm em. Rồi 115.000 cúc hồng cúc vàng qua mẫu. Mấy chị lên sơ mi đúng không? Đây lên sơ mi siêu đẹp nè. Có 115.000 mua cho mấy chị đẹp lắm. Sao 7 kg không vừa nha. Rồi qua mẫu nha, bị đẹp cúc vàng. Thôi lấy cúc vàng dồn đơn kìa. Thôi lấy cúc vàng dồn đơn đi. Lên sơ mi nha. Tôi nghe dòng dài lắm luôn rồi á. Cái dòng nó dài lắm. 31 vong nhập. Chị không thấy. Chị lận rồi. Nó dài rồi. Nguyễn Kim hoa vàng dồn đơn. Nguyễn Kim này ok. Ok hoa vàng dồn đơn 115 Nguyễn Kim nè. Đây. Nguyễn Kim này ghi 3 số tôi không. Ghi 3 số tôi không. Nó dài rồi đâu. Không phải nó trẻ đâu. Thiêm khoa khoa có lưng Nguyễn Kim chưa Thiêm? Nguyễn Kim hả? Cúc vàng cho nó cho bé Tư kìa. Bé Tư nó cục đen này. Bé Tư cúc vàng á. Nguyễn Kim không ghi chưa nhở? Để Thiêm có được. Chắc già rồi không có ai quẹo á. Do chắc bữa đó nha Minh á. Nó bị tự kỷ á. Trầm cảm á. Nguyễn Kim chắc chưa có đâu. Này Nguyễn Kim nè. Đưa mấy cái bị trắng cho con đi. Má gặp trang phạm mà chửi đúng rồi. Gặp trang phạm là hết thời. Gặp nhân viên em nó hiền lắm mấy chị ơi. Ở ngoài nó chửi ai là nó chửi dữ lắm. Gặp khách hàng nó vậy đó. Vâng ơi nhưng mà không ấy đâu Vân nha. Nè nó chửi nó nè. Ôi. Ai hả? Ai nữa? Đi viên chửi bên lại nó đây. Mày hỗn. Mày hỗn nghĩ hỗn quá đi mất. Dài đi mày quăng chết mẹ của mày như gì vậy đó. Ờ. À, đủ má bè bè bè. Thôi kệ thôi đi. Mệt quá. Thôi không có chửi. Mình mới niệm Phật, mình không sám hối, mình không có chửi nữa. Lóc chưa? Mấy chị ơi, em không cần lóc nó luôn. Mấy chị chửi giùm em nè mấy chị. Đó, nó mới chửi kìa. Hổn nó kêu em hổn. Giới thiệu cho ông U80 đi. Giới thiệu cho bà U80. Cho bà ra cuộc điện báo cả đi. Các 80 cũng không thèm bả luôn. Không có ai đánh lời như bả luôn á. Có ai chửi giùm em nè mấy chị. Đó, bà đang chửi em kìa. Em mới sám hối nên em không có nói nữa. Rồi chốt cho em đeo hồng nha, đeo hồng. Tên đẹp mà như là DLL hả? Thôi kệ đi. Mấy chị chửi cho mẹ thôi chị. Em mới sám hối cho nên em bây giờ em không có tạo nghiệp gì. Rồi chốt cho em bộ đeo hồng nha. Vân ơi, chắc chị không chốt đâu nha. Tại vì được trước quả không mất máy rồi. Cho nên là đợt này không chốt đâu Vân nha. Thông cảm nha Vân nha. Ở bè, sập ngực như ở bè của đặc ba đó mà. Một cái thôi mấy. Một cái hả? À?
chị nào chửi mẹ đó giùm em. Mấy chị em không có chửi đâu. Rồi chốt giùm em lộ beo hồng nha, còn với không chị con nha. Rồi vest hồng à lộn, sơ mi hồng beo hồng giùm em. Và hai màu giùm em nhé. Màu hồng với là màu còn bé nha Mai ơi, màu hồng với là màu xanh giùm em nhé. Hai màu hồng với là màu xanh ngọc. Màu hồng với màu xanh ngọc giùm em. Màu hồng với màu xanh ngọc giùm em 125.000 nhá. Sơ mi hồng và xanh ngọc giùm em. Trời, cái bộ hoa văn này đẹp quá nè mấy chị. Có 125.000 thôi nha. Có 125.000 thôi. Kèm men số hỏi giùm em chị đẹp nhá. Rồi sơ mi hồng và sơ mi xanh ngọc giùm em hai màu 125.000 nghe rõ giùm em nhá. 125. 125 giùm em. Sơ mi hồng sơ mi xanh ngọc. À, nó vậy này. Bắt âm cái luôn. Nói chị xíu điều là đăng like, bắt like rồi nha. Không, bớt nó giật quá. Đưa đây. Nó bị lộn rồi. Bởi đồ đó, bởi mọi alo. Bởi tim giao cho bi giáo con xong rồi sọ biết. Uống Như đâu rồi, cho em gặp Như đi. Vậy là con Như nó lộn biêu rồi. Em có một cái à. Nguyễn Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thơ ơi, bộ con trai là 129.000 nha. Rồi cái này ông rộng nha, mấy cái đẹp nha. Cái này là ông bá chùm em. Trần ơi, sơ mi đen ông bá đẹp hết rồi đó ông Trần ơi. Ông Trần ơi, em hết rồi nha. Cái này có lưa đó. Có nè. Ai đỏ báo. Đi đó bao giùm. Đen đen kìa. Chắc đi em sơ mi ống mát đi. Sơ mi ống mát thì mấy chị lựa. Lấy màu riêu nha, lấy màu riêu đi mấy chị. Riêu với màu đỏ. Có màu đỏ trên phía sau đẹp kìa. Rồi em lên sơ mi cho. Ai lấy cái bộ này không? Bộ này đẹp mà mấy chị. Bộ này đẹp quá trời luôn á. 129.000 em ơi. À, mới nhận của 66 bộ đồ đẹp mê. Dạ cảm ơn chị Lâm Tố Lệ nha. 17 lần tặng bộ nữa. Tặng bộ nữa xong nói bà. Được tặng bộ xong nói. Nhã Thanh cũng được tặng bộ nhận hàng này đó. Cho em xem mẫu gần tí nhé hả? Mẹ cháu phải ghé ra mẹ cho quay quần bát. Thơ ơi quần bát đó Thơ. Nguyễn Thị Ngọc Thơ nè, quần bát đó Thơ. Bộ vuông quần bát cho Thơ nha. Ừ, đang đặt một cái đầm mà sao shipper nó kêu là đặt ba cái. Biết rồi nhưng mà nó kêu là giao ba cái đầm luôn. Em nói là nó đi. Trời, cái thằng nó điên dữ sợ luôn. Sao vậy? Nhé. Lấy lộn hả? Vậy luôn. Một mặt cái đông của dạng. Thôi mình tưởng lại cái đông màu bên thôi. Họ điên sợ hẳn đó đó. Rồi lên sơ mi ống bát này. Rồi lên sơ mi ống bát giùm em nha. Riêu cái bộ này có mấy màu đâu giùm em đi. Cũng khó còn gì màu lẻ lẻ đưa em like nha. Bán hết cho mấy chị. Cho mấy chị mặc test. Rồi đây sơ mi ống bát giùm em màu riêu với màu đỏ đi, em màu đỏ. Còn nha Thơ ơi, cái mẫu hay cái là còn nhiều mẫu lắm Thơ. Kìa tới giao đó. Rồi hai màu nha, màu đỏ với màu riêu cho Trang. 135.000 à lộn 129.000. Đúng không? Ừ. Rồi sơ mi riêu giùm em và màu đỏ với ống bát cho chị đẹp nha, mẫu này mẫu mới này. Nhưng mà Trang muốn bán giá rẻ cho các chị. Có 129.000. 129 nha, 129 kèm số điện thoại. 129 kèm xuống. Rồi ông bác tình như nó lấy chút giùm em. Kèm xuống hỏi giùm em nha mấy chị đẹp. Hôm nay view cao lắm nhưng mà chắc hết hàng trên bán rồi. Mỗi thứ còn có vài set. Mà vài set toàn mà mẫu đẹp không à. Rồi tình như nó lấy chút giùm em nha. Sơ mi màu riêu và là sơ mi Ngọc Hân, sơ mi xanh ngọc. Lâm Ngọc Hân đâu người ta. Sơ mi xanh ngọc là béo hả?
là cái beo đó nha. Cái này là màu riêu và Trang ăn mặc là màu riêu nha, và màu đỏ dùng cho Trang. Lăng ngọc hơn có đơn này đó. 129 thôi mấy chị đẹp hơn. Sơ mi màu riêu cho Diễm Hoàng có đơn rồi đó. 129 nha. Ghi rồi hả? Đầm em không có vải chị ơi, hết vải rồi. Bây giờ là cuối năm rồi, người ta tổng kết sổ cuối năm, em nhập vải mà người ta không có làm, nó khổ vậy đó. Tam kim phượng đỏ nè, đỏ riêu giùm em hai màu nhé, đỏ riêu hai màu. Diễn Hoàng chứ có đơn hả? Tình yêu là lấy đỏ riêu giùm em hai màu nhé. 129 nha. 129 trong kho còn gì này lẻ không được cho em nhé. 129 cho mấy chị đẹp nhé. 129 129 đưa đuôi cá ra giùm em, đuôi cá đâu. Quỳnh Ngọc sơ mi riêu, ok nè. Nè, Quỳnh Ngọc này dùng được không ạ? À còn sơ mi lá đẹp lắm nè mấy chị, có mấy bộ rồi đó. Sơ mi lá đẹp lắm mấy chị ơi. Cái đuôi tan rất nóng. Mấy chị ơi, sơ mi lá này đẹp nè, còn mấy bộ. Vải đẹp lắm nha, buồn vải đẹp lắm. Cứ lại là cho anh bổ chứ. Cần lấy con đợi cho tăng kim cường. Đỡ tăng kim cường. Diệu Hoàng màu vui. Đợi tăng kim cường nè. Tăng cường mất rồi. Đồ này tầm 62 kg. Đổ lại một vừa nha Nguyễn Trần ơi. Đồ đây sơ mi lá này, trời ơi. 2 kg vừa nha Nguyễn Thị Minh Khoa nhá, vừa nha Khoa nhá. Sơ mi lá đẹp xuất sắc luôn mấy chị. Sơ mi lá đẹp xuất sắc luôn. Trời ơi là trời. Bộ này mà không lấy thì thôi. Cái này là tầm 62 kg đó lại nha chị nha. Số 2, số 3 kg đó lại tùy theo chiều cao nha. 1m6 là vừa nha. Sơ mi lá 129. Quần ống rộng giùm em nha mấy chị ơi. Hồi chính đó. Rồi sơ mi lá giùm em nha. Trời ơi bộ đẹp xuất sắc. Xuất sắc đó chị ơi. Hôm nay view cao lắm, đầu là view cao mà em không có hàng em báo chị. Tại vì bây giờ là Lâm Ngọc Hân dồn đơn sơ mi lá kìa. Đưa giùm em bộ này nè. 129.000 quần ống rộng nha. Mấy chị kèm số điện thoại mới inbuild ra nha. Mấy chị không có số điện thoại là nó không inbuild ra đâu. Lâm Ngọc Hân có đơn nè. Lâm Ngọc Hân bộ giùm em này sơ mi lá 129.000 quá rẻ. Vải mango cao cấp nha. Nhìn hàng Lucky Lucky. Lucky Lucky này kèm số điện thoại đó mấy chị ơi. Lan Nguyễn sơ mi lá. Lâm Ngọc Hân sơ mi lá rồi, chưa? Lan Nguyễn. Lan Nguyễn sơ mi lá này. 129 giùm em nhá. 129 nghe rõ giùm em, kèm số điện thoại. Hoài Hương sơ mi lá. Sơ mi lá kèm số điện thoại mới inbuild ra nha. Còn không có số điện thoại là không có. 75 kg nha Thúy Thanh ơi. Bự quá. Bộ này đẹp quá nè mấy chị ơi. Thật sự luôn. Nguyễn Kim Dường đơn. Nguyễn Kim Dường lên còn ống nhỏ nha. Nguyễn Kim hả? Ờ Nguyễn Kim, Nguyễn Kim bỏ đi. Tăng Kim Phượng nè. Rồi lên vờ sát nè. Trời ơi Hoài không hiểu. Châu Nguyễn xinh lắm, éo em ra vậy. Sơ mi lá Châu Nguyễn. À lên cái tay ngắn dơi xíu lắm chị. Lên cái tay ngắn trắng đen dơi. Rồi chốt giùm em mã này 115.000. Mấy chị comment là trắng đen. Một cái trắng đen giùm em, trắng đen dơi nhé. Lạ hả? 115.000 nè con nhớ xuống 2 bộ này. Cho bộ lá nữa đi. Trắng đen dơi 115. Bộ này đẹp lắm luôn. Bộ này thề luôn. Lá vô kìa. Bộ này quá đẹp. 115 ngàn giùm em bộ này nha. Lấy ống nhỏ hả? À rồi rồi. Lấy cho mình 138 bộ mai mua nha em nha. Trắng đen dơi giùm em nha. 115. Để đi. Tay dơi rồi mấy chị. Đó. Tay này đang hot trên thị trường nha. Pyjama gì nó cũng may cái bộ cái tay này hết trơn. Rồi chốt giùm em tay ngắn dơ giùm em ha, trắng đen dơ 115.000. Kèm số điện thoại giùm em Trang mấy chị đẹp. Dơ 115 kèm số điện thoại. Da trơn sơ mi lá dồn. Thịt ơi. Ra khỏi vô đi. 115 kèm số điện thoại. Ghi ghi kiếm hoa sơ mi lá đi mẹ. Ra trơn luôn. Da trơn kiếm hoa sơ mi lá giùm con đi. Trắng đen 115. Ống nhỏ hả? Bộ này vải mango nha mấy chị đẹp nha. Để em ra ống nhỏ mấy chị lựa nha. Trắng đen 115. Lên cái tay đi nè.
8 bộ đủ màu hả? Mai mua nha em ơi. Rồi trắng đen 115. Tay ngắn, tay dơi nha mới đẹp nhá, tay dơi. Tay dơi nha mới chị đẹp. Qua chốt đơn chưa thấy là cái gì, em không biết. Rồi trắng lên đi nha. Cúc Phạm My ơi, hôm qua gọi nhưng mà không bắt máy cho nên xả ra rồi nha Cúc Phạm My nha. Sống ở Sài Gòn nha. Ai mượn còn? Ngồi lên giùm em hoa nhí không rộng hoa nha. Lát cái xíu, lát cái gì cái kìa. Nghe. Tới giáo làm đó. Chỗ này có cái gì vậy? Rồi chốt giùm em hoa nhí nè. Alo, anh ráng đi lên chiều nay giùm em nha, để xíu em tắt lại xong rồi điện bả cho. Rồi chốt giùm em bộ này nha, hoa nhí 99.700 won. Dạ. Hoa nhí 99.700 won. Để tắt lại xong rồi điện bả. Để tắt lại. Dạ. Hoa nhí 99.000 giùm em nhé. Có cảm biết sao hả Mai hả? Chờ xíu đi Mai ơi. Cái tấm nào nhỉ? Màu. Rồi ai lấy hoa nhí 99.000 giùm em chị đẹp nhé. 99.700 won nha. Von giùm em. Von hoa nhí. Chia sẻ livestream lên giùm em nha. Ai lấy hoa nhí vải von chốt giùm em 99.000 một set giùm em luôn ha. Bộ này. Mấy chị comment là hoa nhí 99, hoa nhí kèm sông thoại. Hoa nhí kèm sông thoại giùm em 99.000. Bộ trắng sau ống. Dạ, bộ trắng ở đằng sau là ống bát nha chị nha. Ống đá bát ở dưới ra một chút xíu nó xòe ra bộ nha. Bộ đẹp lắm. Rồi hoa nhí 99 ai lấy chốt giùm em số điện thoại nha. Dạ shop có gọi chị ơi nhưng mà không bắt máy cho nên là em xả ra rồi nha. Gì? Đưa cái bộ cổ này còn mấy bộ hả? Cúc Phạm đi lấy bộ phía sau nha. Một màu. Rồi hai bộ cho lộn. Bộ này chúng còn hai bộ thôi nha. Rồi lấy bộ canh mặt Cúc Phạm My lựa thêm nha. Bộ này như mã không có là canh mặt nha chị đẹp nha. Đó kiểu còn hai set thôi mấy chị. Còn có hai set thôi. Ai canh tay chốt. Nha. Chốt dùm em cổ vuông lông xanh hai bộ. Bộ này đẹp lắm. Bộ là hoa. Ai canh tay chốt nha. Rồi cổ vuông lông màu tối hả? Lên nãy giờ rồi đó, màu tối đó. Có nhiêu đó đó chị. Chị không lấy thì thôi nhé. Ai sơ mi màu tối có cái bộ chanel hồng ruốc á, chị lấy không? Đâu? Đúng rồi, đúng có. Cổ vuông cho Lâm Ngọc Hưng nè. Rồi còn hai bộ thôi nha. Đi còn một bộ. Đây nè. Bộ chị ơi. Chị đưa đây. Gì? Đưa cái bộ đó đây. Cổ vuông kèm sông thoại đi mấy chị. Kèm sông thoại mới chốt được nhé. Sumi riêu ống bát nha, Châu Nguyễn Sumi riêu ống bát kìa. Này hả? Ừ. Này có không? Đây Sumi riêu ống bát. Châu Nguyễn đâu ta? Châu ơi, này. Châu à. Đúng rồi. Người còn một bộ cổ vuông rồi. Bộ như Trang đăng mặt. Nguyễn Thị Ngọc thôi chị Trang ơi, chốt đơn giúp em bộ con Malacan mặt nhé. Rồi là một bộ thôi đúng không? Ok Ngọc Thơ nha. Bộ như Trang đang mặc mà tay dơi đẹp kinh khủng chưa mấy chị? Tay dơi này đó.
Rồi mấy chị comment là dơi xanh dùm em nhé, có một bộ độc quyền thôi. Dơi xanh một bộ độc quyền với tình yêu ơi. Bộ này hơi bị đẳng cấp luôn nha. Đẹp chưa? Rồi dơi xanh dùm em. Trời ơi, tôi nói bộ này là không quá. Thôi nhớ lựa thêm cho Thơ nha. Mấy chị comment là dơi xanh kèm số điện thoại dùm em nhé. Này mấy chị coi cái áo này đẹp chưa? Đẹp chưa? Đó, tao nói bộ này mà không đẹp là không làm người luôn. Rồi dơi xanh kèm số điện thoại dùm em. Màu cam hả? Nó là ông bác nha em. Màu cam nào à? Dơi xanh đang còn một bộ. Dơi xanh đang còn một bộ nha. Em đứng lên chị xem. Dạ đứng lên đó chị. Dơi xanh đang còn một bộ mấy chị nha. Trời ơi, quần chân mày dài lắm nha. Form hơi bị đẳng luôn, cấp luôn chị. Form nhà quan này đó. Những hàng mà form quần không đẹp chân làm người luôn á, thật sự. Rồi dơi xanh giùm em còn bộ nha. Cái bộ dơi xanh này đang còn bộ này. Bộ này là bữa trước là dành nhau dữ lắm này. Đó, tự nhiên đâu ra sót bộ em bỏ lộn trong cái cổ vuông. Đâu ra là dơi. Rồi ai lấy dơi chốt dơi. Gì vậy? Rồi ai lấy dơ xanh kèm số điện thoại giùm em nhé. Ấm nhỏ em. Dơ xanh này. Dơ xanh thì Yến Ly nè. Được có một bộ à. Yến Ly dơ xanh nè em ơi. Dơ xanh có một bộ à mấy chị. Rồi lên đuôi cá nha. Cho chị xanh. Cổ vuông hả? Thúy Hà ơi là xanh đang mặc ở trong người đúng không? Thúy Hà ơi là xanh đang mặc trong người đúng không chị? Rồi lên đuôi cá giùm em. À, tùy theo mẫu nha chị nhá. Rồi lên đuôi cá màu tím. Bộ này chị thấy màu hai màu. Ồ, bộ của chị đang đang mặc nhé. Là của Ngọc Thơ ơi là hai bộ hả Thơ? Ngọc Thơ là hai bộ đúng không? Bộ chị Trang mặc với bộ Malaka mặc là hai bộ đúng không Thơ? Chốt dùng Trang mã đuôi cá nha. 115 nha. Ok Thúy Hà nha. Đẹp lắm nè mấy chị, hòa tiết dễ thương chưa? Ở ngoài nó đẹp lắm mấy chị nha. Ở ngoài nó đẹp lắm. Đuôi cá màu tím với màu màu nâu thì hai màu 115. Đuôi cá tím và đuôi cá màu nâu 115 mấy chị. 115 ngàn đuôi cá tím và đuôi cá màu nâu. 115 ngàn mẫu đuôi cá nha, hơi bị đẳng cấp. Ok nè. Mẫu này đẹp lắm đấy mấy tình yêu. Một trăm mười lăm ngàn đuôi cá tím và đuôi cá màu nâu. Màu nâu đẹp lắm đấy mấy chị. Này đuôi cá này. Bộ hot girl đầu like còn với Cúc Họa Mi nha. Hơi bần bần á. Nè 115 ngàn. Hỏi hỏi Cúc Họa Mi có lấy không? Màu nâu với màu tím trời hoa đẹp quá. Có 115 ngàn rẻ lắm mấy má. Bé bé đứa Cúc Họa Mi có lấy không bé? Ai? Hoa Vân Tần. Lấy cho đủ đơn á. Hoa Vân Tần. Cúc Họa Mi Hoa Vân Tần. Có ống nhỏ nha Ái Diệu ơi. Sơ mi còn đeo hồng ruốc coi nha Diện Hoa nha, để vô lấy cho nè. Hoa Vân Tần này đúng không gái? Sơ mi hồng ruốc neo á. Nè bộ này cho ai nè? Cúc Họa Mi có lấy không? Đúng lấy ok nha. Rồi đuôi cá tím, đuôi cá nâu 115. Ôi đuôi cá nhà Trang đẹp lắm mấy chị. Thiệt đuôi cá nhà Trang đẹp lắm. Có 115 ngàn thôi nha. Màu nâu với màu tím. Tình yêu nào lấy màu nào thì lấy màu đó dùm em nha. Lấy nha bộ hot girl. Ok ok. Rồi, Cúc nè Diễn Hoa có lấy không nè. Cúc Họa Mi sao? Lấy này là hai bộ đúng không? Cái đó form nhỏ nha. Nhớ nói thấy con cái đó không nhỏ nha. Ok lấy nha, lấy bộ hot girl. Ok ok. Rồi sơ mi hồng ruốc này. Yến bác Yến Ly đuôi cá tím dồn đơn. Ông bác nha. Yến Ly Yến Ly. Ông bác tím cá này. Tím à. Mày ghi cho mẹ tôi. Cho ai này con? Hỏi Diện Hoàng có lấy không? Diện Hoàng đó. Em nhỏ mà ok. Rồi Diện Hoàng có lấy không? Ok giùm em. Cái này còn bộ thôi hả? Một bộ thôi nha. Cho em xem bộ ống nhỏ nha, đi hả? Cúc Họa Mi nha em nha. Xem Diện bộ ống nhỏ. Chị có lấy bộ đó không? Ống nhỏ còn gì ta? Này Trang ít ống nhỏ lắm. Tại vì ống nhỏ mặc xấu lắm. Ống nhỏ lên Hoa Nhí đi. Ừ,
coi gì. Kiểm tra lại đơn hàng giùm chị, lâu rồi không nhận Nguyễn Tâm hả? Dạ rồi, đẹp đẹp, để em dán. Nhỏ đưa Hoa Nhí giùm em đi nhỏ. Rồi rồi rồi. Rồi em xếp lên Hoa Nhí ống nhỏ nha. Này em dính luôn. 115 nha. Chị Hoa á, chị có lấy không? Đàn đi bữa nữa, người ta lấy. Rồi chốt chùm trang bộ này nha. Ống nhỏ giùm em 115 ngàn hoa. Hoa nhí, trời ơi, bộ này mặc lên trắng da dễ sợ trời. Cái bộ này mặc lên đúng trắng da không mấy chị. Rồi, ống nhỏ giùm em nha. Mấy chị gặp em là hoa nhí màu kèm màu giùm em ống nhỏ. Ống dài chứ 95 luôn á. Đuôi cá chính như ngoạn ngoãn đinh. Qua đi có đơn. Rồi đưa giùm em bản màu hoa này đi. Hoa này đẹp quá. Hoa này hơi bị đẹp. Dạ ok chị Diễm Hoàng nha. Trang đang mặc là hoa nhí màu cam. Không, 115 ngàn nha. Vải mang bồ siêu đẹp. Nhưng hàng vải không đẹp trả về nha. Bộ này 115 ngàn. 60kg đổ lại. Rồi hoa nhí này tím xanh hồng cam dùm em. Xanh hồng tím cam dùm em nhé. Đây là màu hồng. Và đây là màu xanh. Mở ra dùm em đi nhỏ. Ê, ngọt đến đây rồi. Xanh hồng tím cam dùm em nhé. Ống nhỏ dùm em 115. Cái bộ này mặc trễ vai cũng được nha. Đẹp nhé. Bộ này mặc trễ vai cũng được. Rồi 115 ngàn dùm em. Đủ đơn nha chị Diễm Hoàng nha. Màu tím em đang cầm này. Đẹp chưa? Màu cam trang đang mặc. Màu xanh màu hồng dùm em. Màu hồng đây. Màu hồng này. Màu xanh dùm cho em 115 ngàn. Trời vải đã lắm mấy dì ơi, vải đã lắm. Rồi tình yêu nào lấy màu nào comment màu đỏ giùm em nha. Màu xanh, màu hồng, màu tím, màu cam em đang mặc. 4 màu. 115 ngàn. 115 ngàn lấy 2 bộ 2 màu đập mít mặt đấy mấy chị ơi. Rẻ lắm luôn rồi nó thật. 115 ngàn mấy chị. Quá rẻ luôn á mấy chị, không lấy thì thôi luôn cho nó thật, quá rẻ. Màu cam, màu hồng, màu xanh, màu tím nha. 115 ngàn mà không mua thì thôi luôn á. Nhưng hàng vải bao đẹp luôn á. Rồi tình yêu nào lấy nha, 115. Đi giùm em đi ma của tiểu thư đi. Giao cái cà rốt cà rồi gì đó. Còn màu nào đi em. Cam còn tím cho gì á. Mi su. Chị kèm này. Tốn mi. Chị này yêu cầu lên ống nhỏ. Tốn mi ơi. Chị nào kèm này yêu cầu ống nhỏ cho lên ống nhỏ. Không lấy thôi luôn nha. Một bộ cam dùng nó chứ sơn hình. Sơn hình đây. Sơn hình cam kìa. Đẹp mà mấy chị. Bộ này dễ thương lắm. Bộ này mấy chị không lấy thôi luôn. Có 115 ngàn. Mấy chị muốn em lên cái gì nữa mấy chị? Bây giờ nhiều hàng quá, em ngán ai quá. Bây giờ còn rất là nhiều hàng nhưng mà view nó cũng hết khách quay rồi. Bây giờ muốn lên cái gì em lên cho. Dễ hả? Thôi Trang tắt like nha. Trang tắt like nha mấy chị. Anh cứ giữ đi, kiểu cái gì em nói bên chăm sóc khách hàng cho. Tắt like nha. Không sao đâu.